trời đổ cơn mưa ngâu, những cậu bé này đều sinh ra với hoàn cảnh khó khăn và xấu số. Mưa thì to nhưng tên to cao cầm đầu vẫn kêu họ ra ngoài đào đất. Bất ngờ giữa chốn xin ăn này lại có một hũ bạc to tướng. Một cậu bé đi tới và bảo đó là tiền của mình dành dụng, nhưng tên khốn đó cho rằng anh em thì không có của riêng, tất cả là của chung. Cứ thế cậu bé xấu số kia bị đánh đập tàn nhẫn rồi ngất ra nền đất lạnh lẽo. Hai người bạn gần đó vội vã đưa cậu bé đến bác sĩ kiểm tra trong cơn mưa tầm tã, nhưng chưa được bao lâu thì cậu bé cũng buông đi đồng xu trên tay của mình xuống đất, kết thúc một cuộc đời đầy ải bi thương của mình. Chàng trai này và chị gái mình đang trên đường đi tìm mẹ. Trên đường tới Daegu, Chun Sam vô tình nhìn thấy một con gà lôi. Thấy con mồi ngay trước mắt, Chun Sam liền lấy đá ném một phát. Sau khi dính chưởng, chú gà lôi rơi thẳng xuống đất. Khi Chun Sam chạy tới thu hoạch thành quả thì một nhóm thợ săn từ đâu xuất hiện tấn công cậu. Thấy cậu em trai mình gặp nguy, chị gái lao tới xả thân cứu lấy cậu. Nhưng cũng vì thế mà cô bị lọt vào mắt xanh của bọn chúng, cứ thế cô bị chúng giở trò đồi bại. Không chịu khuất phục, cô gieo mình xuống vực sâu để giải thoát. Còn Chun Sam thì không may đến thế, cậu bị chúng trói lại rồi dẫn đi nơi nào đó. Từ ngày ấy, hai chị em mỗi người mỗi nơi, không ai biết tin tức về nhau. Khi Chun Sam về tới hang động, bọn chúng liền trói cậu lại, nhưng thay vì đánh đập dã man như lũ cô hồn các đảng khác, thì bọn chúng cho cậu trở thành miếng mồi béo mỡ cho thú dữ trong rừng. Đêm đến, một con sói định đến vồ lấy Chun Sam thì sập bẫy. Sáng tinh mơ, đám người kia lại kéo đến cho con sói ăn thêm vài phát kẹo đồng. Khi con sói đã không còn sức chống cự thì bọn chúng yên tâm khiêng thành quả ấy về nơi trú ngụ. Đương nhiên Chun Sam cũng phải đi theo chúng quay về hang động. Trong lúc bọn chúng đang đảo mắt như diều hâu đang đi lượn thì Chun Sam đã tìm cách 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng do hoảng loạn không chú ý nên cậu đã dẫm vào chiếc bẫy mà bọn chúng đã tạo ra. Chân Chun Sam mắc vào sợi dây rồi cậu bị treo lơ lửng giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Tối đó Chun Sam lại ngồi trong lưới cầu trời khấn Phật làm mồi nhử cho thú rừng. Ai ngờ lần này không phải là chú sói lạnh lùng nữa mà là một con mèo Hello Kitty hoang dã. Lần này con vật tìm đến chỗ Chun Sam lại là một con hổ siêu to khổng lồ. Thấy con vật to lớn khiến cơ thể cậu co cứng lại. Khi con hổ chạy tới tấn công Chun Sam thì nó cũng lọt bẫy của đám thợ săn. Dù nó đã bị mắc bẫy nhưng cũng kịp vồ móng vuốt sắc nhọn vào người Chun Sam. Cứ thế một phần do vết thương và một phần bị sợ hãi mà cậu ngất lịm đi trên mảnh lưới. Sáng hôm sau đám thợ săn kéo tới rồi cho con hổ xấu số ăn vô số viên kẹo đồng. Sau hồi vất vả thì chúng đã cho nó về với đất mẹ. Chan Bu giúp cậu bé băng bó vết thương sau khi bọn chúng đã thu hoạch được chiến lợi phẩm hậu hĩnh. Xử lý xong thành quả, bọn chúng khăn gói hành lý hành ô để chuẩn bị di chuyển tới lục địa Tây Vát. Trong lúc nghỉ ngơi dưới bóng mát, đám thợ săn sai chú Chan Bu và Chun Sam đi tìm củi để nhóm lửa. Nhân cơ hội hiếm có khó tìm này, chú Chan Bu đã kéo Chun Sam cùng nhau 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng sức người có giới thiệu, họ chạy chưa xa thì bọn thợ săn Ác Ôn đã nhận ra và đuổi theo. Sau đó là tiếng súng ống vang khắp khu rừng già. Chú Chan Bu không may đã ăn phải kẹo đồng của chúng. Thấy vậy, Chun Sam lo lắng quay lại hỏi người chú thân thiết với mình. Biết không có nhiều thời gian, chú Chan Bu đẩy Chun Sam ra và bảo cậu chạy ngay đi trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn. Nghe chú nói vậy, Chun Sam dùng hết sức bình sinh thời cha sinh mẹ đẻ để chạy hết mã lực. Chú Chan Bu đã ngã xuống nhưng bọn thợ săn vẫn không buông tha cho Chun Sam. Chúng quyết tâm phải cưỡi ngựa đuổi theo cậu bé cho bằng được để cho cậu nếm mùi nỗi đau. May mà Chun Sam thông minh nằm xuống rồi phủ lá cây khô lên nên mới giữ được một mạng. Chun Sam vừa đói vừa khát lê từng bước chân mệt mỏi ra khỏi khu rừng. Phía xa xa có lẽ đó là đoàn tàu sắt, theo hướng đó cậu lê đôi chân lom dom bước từng bước nặng nề trên đường ray. Trời không phụ lòng người, vũ trụ sau đó cũng cho cậu vài miếng bánh mì vụn rớt trên đường. Không cần liêm sĩ, Chun Sam liền nhặt chúng lên ăn ngấu nghiến. Ngoài ra Chun Sam còn may mắn nhặt được nửa quả táo, định chén luôn nhưng cậu nghĩ về cơ đồ cho những ngày sau nên bấm bụng mà cất đi. Khi đang đứng tiểu tiện bên hông tàu lửa, Chun Sam phát hiện đầu bên kia có một cậu bé đang nhìn mình. Chun Sam cũng không thèm ke, quay người mà lặng lẽ rời đi. Thế nhưng cậu bé kia lại đuổi theo Chun Sam hỏi mày là ai. Thay vì hỏi thằng trước mặt mình nhìn cái chóa gì thì Chun Sam liền hỏi đường đến Daegu. Đổi lại Chun Sam sẽ cho cậu bé nửa quả táo cậu mới nhặt được. Cậu bé nói Chun Sam chỉ cần lên tàu lửa phía trước sẽ đến được Daegu. Vừa dứt lời thì nhóc ác đó liền nhảy quả táo của Chun Sam rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi đi cậu bé còn nói tao tên vẹt một người rất là viral ở nơi khỉ ho cò gái này. Ở cái đất này tao không biết người ta thì có nghĩa người ta cũng không có biết tao. Theo sự chỉ dẫn của vẹt, Chun Sam đến gõ cửa toa tàu. Thấy một ông chú quyền quý cao sang xuất hiện, Chun Sam liền nói ra mục đích của mình. Cháu đến đây vì cái thằng tên vẹt nói rằng chú sẽ giúp cháu đến Daegu. Chú ta liền bảo cậu, cái thằng ngốc này Daegu là đây chứ đâu. Biết bản thân đã đặt chân tới Daegu, Chun Sam cảm thấy rất vui nhưng cũng một chút chột dạ vì đã bị tên nhóc ác kia bịp mình. Khi Chun Sam đang loay hoay hỏi mấy bà thím về tung tích của mẹ mình, bỗng thấy vẹt bị rượt đuổi. Không lòng vòng cậu như hải phòng, Chun Sam lập tức chạy theo. Thấy không còn ai bám theo, Chun Sam yêu cầu vẹt hãy trả lại đồ cho người bị mất. Thế nhưng ai đời vẹt chịu nghe lời cậu. Chun Sam liền đẩy vẹt ngã sóng xoài dưới đất liên tục hỏi táo của tao đâu. Đang định Innova cho biết thế nào là lễ hội thì một ông chú to cao xuất hiện chặn cậu lại. Rốt cuộc hai đứa mày có chuyện gì vậy? Thấy người đàn ông lạ mặt, vẹt liền gọi to hai tiếng ông trùm. Sau đó Chun Sam cứ thế theo bước của ông trùm và vẹt cùng nhau về căn cứ của cái bang hội, nơi tập trung đám trẻ ăn mày quanh Daegu. Thấy ông trùm đã về, đám trẻ con liền xếp thành một hàng. Muốn được ở đây thì đám trẻ phải nộp tiền cơm mỗi ngày. Kít chuột chỉ đem về được hai chiếc kẹo liền bị ngón chân đạp ngã lăn lóc. Người tiếp theo là cá trạch.
sau một ngày xin ăn trên phố cá trạch mang về được một nắm cơm và một đầu cá khô. Vẹt đem về được một trái bắp cùng đó 1.300 tip, hai hạt bồ đề cùng nửa khúc kẹo bơ cứng. Nhờ vậy mà vẹt đứng top cày KPI ăn xin ngày hôm nay. Thấy vẹt được ông trùm trao huân chương hạt cơm tinh khiết, một người trong nhóm bỗng hỏi chẳng phải còn một chiếc nhẫn vàng sao. Nghe vậy vẹt liền bốc phét cậu đã làm rơi khi va chạm xe cộ. Ông trùm đứng dậy nhẹ nhàng bảo đàn em dẫn vẹt vào bên trong. Sau đó vẹt phải cởi hết quần áo để ông trùm lục soát. Thấy vẹt vẫn không trả lời, ông trùm liền bảo ngón chân đánh cậu bé để tra hỏi. Thế nhưng vẹt đúng chuẩn là vua lì đòn, một lời đã định. Sau đó ông trùm ra ngoài nói với mọi người rằng đã là người một nhà thì phải biết quan tâm nhau, phải biết nhường cơm xẻ áo, tình thương mến thương với nhau. Đêm đó khi đám trẻ đang ngủ trong căn chòi, ngón chân bảo mọi người súng lại đánh hội đồng chun sam. Sáng hôm sau khi ông trùm đến, đám trẻ liền vội vàng chạy ra sân xếp hàng. Ông trùm bỗng đi về phía chun sam xem xét rồi hỏi ai đã đánh mày. Sau khi biết nguyên nhân, ông trùm liền đánh cho hai cái thằng to đầu một trận no đòn vì dám đánh anh em cùng một nhà. Đánh xong, ông trùm liền lấy từ trong túi áo một chiếc bánh cho chun sam rồi căn dặn hết tất cả bọn nhóc ác ở đây. Nhớ cho kỹ đây, chúng mày không được phép động tới nó, nếu không thì cứ liệu cái thần hồn với tao. Ông trùm vừa đi khỏi chun sam lại bị bọn chúng súng lại đánh cho lên bờ xuống ruộng. Đánh xong, chúng còn dặn vẹt tới uy hiếp chun sam không được mách lẻo ông trùm. Lúc này ông trùm mang theo hai bọc thức ăn quay về căn cứ, nhìn thấy chun sam mặt mày bầm dập, ông trùm tức giận hỏi chúng mày lại đánh nó à. Nhưng vì bị ham dọa nên cậu cũng đành cắn răng mà chịu đau và bảo mình tự tế. Sau đó ông trùm cười lớn đặt biệt danh cho chun sam là cá cơm. Từ ngày hôm nay cá cơm sẽ ở cùng với chúng ta. Trước khi ra ngoài, ông trùm gọi cá cơm ra nói chuyện riêng ở sâu trong khu rừng vắng vẻ. Đối với ông, điều đáng sợ nhất trên đời này là để bụng đói. Nói rồi ông trùm đưa cá cơm một chiếc thìa. Ông nói rằng đối với một đứa trẻ ăn mày, việc bị đe dọa còn đáng sợ hơn việc bị đánh. Cứ thế bọn trẻ lại làm hòa nhau rồi cùng nhau ngay hàng thẳng lối đi kiếm cơm. Vẹt được ông trùm giao cho nhiệm vụ chỉ việc cho người mới cá cơm. Lúc này cá cơm bỗng móc từ trong áo ra một chiếc nhẫn vàng đưa cho vẹt. Cậu chỉ cần vẹt giúp mình làm một việc. Sau khi nghe xong, vẹt liền dẫn cá cơm tới một con suối nơi mấy thím đang giặt quần áo. Vẹt nói bạn cậu tên Kim Chun Sam đang trên đường đi tìm mẹ tên Park Suja. Thế nhưng trong số những người đang giặt quần áo không có ai là mẹ cá cơm cả. Không tìm được mẹ cá cơm, hai người liền mang nước về nhà giúp một bà thím. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai đứa trẻ nhận được một xu. Chúng mang số tiền đó đi mua một ít đồ rồi để vào bát của mình. Khi đi ngang qua một ngôi nhà được khắc hai dấu X ở ngoài cửa, vẹt nói cá cơm cứ đứng ở đây mà tè. Bởi lẽ những nhà được khắc hai dấu X đều là những nhà siêu giàu nhưng cực kỳ kỳ bo. Cá cơm đang đi trên đường thì có một bà thím chạy tới khóc lóc nhận là mẹ cậu. Cá cơm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà thím đó đã dắt cậu về nhà. Thấy bạn mình đã tìm được mẹ, vẹt buồn bã nói cá cơm à hãy sống thật tốt nhé. Sau đó bà thím kia dắt tay cá cơm về nhà. Về tới nơi, cá cơm nói cho mẹ biết tin chị gái đã rơi xuống vách núi. Thế nhưng người mẹ này lại không buồn không khổ một chút nào. Bà bảo cá cơm đừng nhắc đến chị gái thêm một lần nào nữa. Tối đến, hai mẹ con ngồi ăn cơm dưới ánh đèn dầu. Mẹ dặn cá cơm phải có hiếu với mẹ. Sáng sớm ngày hôm sau, bà đã gọi cá cơm đi dọn chuồng heo. Sau đó cá cơm lại phải đi vác rơm về nhà cho mẹ. Cá cơm còn chưa kịp nghỉ ngơi xơi nước, mẹ đã bắt cậu vào rừng đốn củi. Vừa về tới nhà còn chưa kịp thở đã bị bà sai đi nấu cám heo. Tối đến, do quá đói bụng, cá cơm xuống bếp nhóm lửa nấu chút gì ăn. Lúc này cậu phát hiện một người đàn ông chui vào phòng mẹ. Cá cơm đứng bên ngoài nghe lén mà lòng đau như cắt. Hóa ra bà thím này không phải mẹ cá cơm. Bà chỉ giả làm mẹ cá cơm để có một người giúp việc không công mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, để xác nhận những gì bản thân nghe thấy là chính xác, cá cơm liền hỏi mẹ về ngày sinh của mình. Bà thím ấp úng nói rằng mẹ cũng không nhớ con sinh vào mùa nào rồi bỏ đi. Cá cơm tức giận dùng búa đập vỡ số bí ngô trong nhà. Những trái bí lành lặn còn lại cá cơm mang về căn cứ cho lũ trẻ ăn. Thấy cá cơm quay về, ai nấy đều vui mừng chạy tới hỏi han. Duy chỉ có ông trùm bước ra tát cá cơm một cái thật mạnh. Đã nhận mẹ rồi còn ăn cắp đồ trong nhà mẹ mang về đây làm gì? Thế nhưng cá cơm nói rằng bà thím đó không phải mẹ của cậu. Bà ấy chỉ muốn lợi dụng sức lao động của cậu mà thôi. Nghe vậy ông trùm liền kêu ngón chân thông báo cho mọi người biết tin cá cơm đã quay về. Lúc này Kít Chuột mới bảo em cũng có mẹ. Sau đó Kít Chuột dắt mọi người đến chợ chỉ cho mọi người thấy mẹ của mình. Ai ngờ bà đang bán đồ thì có tên dê sồm vào ăn rồi giở trò với bà. Kít Chuột nhìn thấy mẹ bị người ta ức hiếp liền chạy tới đẩy hắn. Thế nhưng cậu bé lại vô tình làm gãy kính của ông ta. Ông ta tức giận xô Kít Chuột ra. Bọn trẻ nhìn thấy liền nhào tới đánh ông ta ra bã. Cá cơm chạy vào lấy cái bẫy kẹp vào chân ông ta rồi cả bọn chạy đi. Hai mẹ con Kít Chuột chạy một đoạn rồi dừng lại. Bà lo lắng hỏi con có bị sao không rồi ôm con vào lòng. 15 tháng giêng này là sinh nhật của Sun Jam, mẹ sẽ xin phép bà chủ tới chơi với con. Mẹ không cần phải đến vì mẹ cần kiếm tiền để mua nhà. Tới lúc đó hai mẹ con mình sẽ được sống cùng nhau. Sau đó bà cho con trai ít tiền để mua đồ cho các bạn cùng ăn nhưng Kít Chuột không nhận mà bỏ chạy. Hôm sau bọn trẻ đang ở chợ thì thấy ông trùm đang đánh nhau. Bỗng có cảnh sát tới bắt ông trùm đi. Cá cơm hỏi vẹt nếu không có ông trùm chúng ta sẽ thế nào. Vẹt lo lắng nghĩ tới ngón chân. Đến giờ cống nạp, ngón chân ngồi chễm chệ trên ghế của ông trùm. Cá cơm hỏi sao ngón chân được thay thế ông trùm vậy. Vẹt cho biết vì nắm đấm của hắn mạnh nhất. Đến lượt Kít Chuột lên cống nạp nhưng không có gì, thế là bị hắn đánh bầm dập. Hôm sau trời mưa to không ra chợ được. Cá cơm đang ngồi chơi với vẹt và Kít Chuột thì ngón chân bắt mọi người ra đào đất.
Trong lúc đào, mọi người phát hiện có một cái hũ đựng rất nhiều tiền xu. Kít chuột thấy liền chạy tới giành lại, bảo đó là tiền của em để dành. Ngón chân bước tới bảo đã là anh em thì người nào giữ làm của riêng sẽ bị trừng trị. Hắn tát kít chuột ngã xuống rồi lấy cái nồi ném vào đầu cậu bé. Kít chuột đau đớn ngất đi. Cá cơm nhào tới lay gọi kít chuột tỉnh lại nhưng không thấy động tĩnh gì. Thế là cậu cùng vẹt cõng kít chuột chạy đi trong mưa. Khi hai người đứng chờ bác sĩ kiểm tra cho kít chuột, bỗng một đồng xu trên tay cậu bé rơi xuống. Kít chuột đã chính thức rời bỏ cuộc đời đau khổ này. Thấy vậy, cá cơm và vẹt chỉ biết đứng khóc mà thôi. Sau đó cá cơm bỏ kít chuột lên xe kéo đi giữa trời mưa tầm tã. Vẹt đi theo sau xe kéo đau đớn khóc không thành tiếng. Cá cơm kéo kít chuột đến trước mặt mẹ cậu. Bà đau đớn gọi tên con trai. Xu Giam à, như vậy là sao hả con? Sau đó bà ôm con trai vào lòng khóc lóc thảm thiết. Tỉnh dậy đi Xu Giam ơi. Tiếng gào khóc gọi con của bà hòa lẫn trong tiếng mưa làm ai cũng chạnh lòng. Cá cơm và vẹt chỉ biết lặng lẽ quay đầu đi. Cá cơm căm phẫn chạy về nói với ngón chân rằng kít chuột đã ra đi, chính mày đã sát hại nó. Ngón chân hỏi mày tính khiêu chiến với tao à? Sau đó cả hai hẹn ngày mai gặp nhau ở đường ray xe lửa. Ngày hôm sau, khi đứng bên đường ray xe lửa, mọi người khuyên cá cơm hãy thay đổi ý định, nhưng cá cơm vẫn nhất quyết đấu cùng ngón chân. Khi nghe tiếng xe lửa tới, bọn trẻ liền chạy xuống dưới, chỉ còn cá cơm và ngón chân nằm trên đường ray để xem gan ai to hơn nào. Nhìn xe lửa đã tới sát mà cá cơm vẫn không sợ, cuối cùng ngón chân đành phải bỏ chạy ra khỏi đường ray. Bên dưới bọn trẻ la hét gọi cá cơm hãy chạy đi, nhưng cá cơm vẫn nằm đó cho đoàn tàu chạy qua. Bọn trẻ sợ đến mức không dám nhìn. Khi đoàn tàu đã chạy qua, vẹt lồm cồm bò tới gọi cá cơm. Khi thấy cá cơm đứng lên, bọn trẻ chạy tới vui mừng vì cậu vẫn còn sống. Ngón chân lủi thủi bỏ đi thì vẹt yêu cầu ngón chân phải đưa cuốn ra phả. Thế là ngón chân ném lại cuốn ra phả rồi bảo tao sẽ chờ xem chúng mày sống như thế nào. Bọn trẻ tức giận ném đá xua đuổi ngón chân. Hôm sau bọn trẻ đứng gõ mõ hát ở chợ để xin tiền thì bị ông chủ tạt nước đuổi đi. Lúc này bọn trẻ bỗng nhìn thấy chuồng gà. Vẹt la hét bảo gà bị sổng chuồng hết rồi, bà con mau bắt lại đi. Ông chủ gà tức giận rượt đuổi thì bọn trẻ mở cửa chuồng gà làm gà chạy tứ tung khắp chợ. Ba cậu cũng bắt được ba con gà hớt hải chạy đi. Cá cơm cầm con gà chạy đi núp ở một nơi thì thấy bên trong mấy cô gái đang tập múa. Cá cơm mê mẩn say đắm nhìn cô gái xinh đẹp trong đó. Hôm sau cá cơm thấy mấy thằng con trai bắt nạt mấy cô gái, thân là đàn ông con trai mà lại đi cướp bút của bạn nữ. Cá cơm tới giật cây bút lại rồi bảo tụi mày đừng có bắt nạt con gái. Thế nhưng cậu đã bị bọn chúng nhào tới đánh. Vẹt thấy vậy vội chạy tới cứu cá cơm. Sau đó đám trẻ ăn xin nhau nhau chạy tới đánh mấy tên thanh niên. Về lều, trong lúc bọn trẻ ngủ say, cá cơm ngồi nhìn cây bút thích thú. Hôm sau cá cơm đến trường ngồi đợi cô gái xinh đẹp đi ra để trả lại cây bút. Cô bé cười cảm ơn cậu và nói mình tên Jeonji rồi đi về cùng bạn. Từ đó cá cơm luôn đứng núp ngoài cửa nhà nhìn lén cô gái bên trong. Jeonji thấy vậy liền đem khay cơm ra bảo cậu ăn xong cái này rồi đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Cá cơm nhìn khay cơm rồi bỏ đi mà không lấy gì hết. Lúc này vẹt chạy tới bảo có người đến tìm đại ca. Hình như người đó là mẹ đại ca thì phải. Cá cơm chạy về gặp người đàn bà đang đứng đợi mình. Cậu rụt rè hỏi tên bà là gì, nhà chúng ta như thế nào. Khi bà nói đúng tất cả, cá cơm biết đây chính là mẹ mình. Cá cơm ôm bà khóc nức nở. Sau đó cá cơm tạm biệt mọi người ở lều để về với mẹ. Người thay thế cá cơm sẽ là vẹt. Trước khi đi, cá cơm dặn mọi người hãy cố gắng nương tựa nhau mà sống, mình sẽ không quay lại đây nữa đâu. Nói đoạn cá cơm quay người bỏ chạy. Về tới nhà, mẹ cho Chun Sam ăn mặc chỉnh tề rồi dắt đến gặp bố dượng. Bà bảo con trai nên hành lễ với bố nhưng Chun Sam không biết phải hành lễ như thế nào. Cậu chỉ biết cúi đầu trước bố dượng. Nghe mẹ bảo phải cúi thấp xuống, Chun Sam liền cúi xuống tận sàn nhà. Bố chỉ biết cười bảo được rồi. Khi Chun Sam vào phòng, anh trai lấy sách ra bảo em sẽ học được mọi thứ từ trong sách. Hôm sau Chun Sam cũng được đi học, nhưng cậu cứ nghĩ ngợi xa xăm mà không để ý đến việc cô giáo đang gọi mình. Cuối cùng bạn ngồi bên cạnh phải gọi thì Chun Sam mới nhìn lại. Cậu luống cuống trả lời cô rằng em là Kim Chun Sam, năm nay 16 tuổi. Tan học Chun Sam về nhà hỏi anh trai ở nhà có tiếng gì lạ vậy. Thế là anh trai quay máy mở nhạc lên cho Chun Sam nghe. Thấy Chun Sam tò mò, anh trai xúi cậu hãy cầm máy lắc mạnh, như vậy sẽ có người chui ra. Chun Sam làm theo lời anh, cầm máy lắc thật mạnh. Cái máy rớt xuống vỡ tan tành. Ông bố cầm cái máy phát nhạc chỉ biết kêu trời ơi rồi tức giận bỏ đi. Chun Sam buồn bã ra ngoài ngồi một mình thì bọn trẻ núp bên ngoài gọi. Cậu vui mừng chạy tới hỏi sao tụi mày lại đến đây được. Sau đó Chun Sam dắt hai người vào lén ăn cơm nguội trong bếp. Sáng hôm sau, người làm trong nhà phát hiện nồi cơm nguội đã hết sạch. Họ lo lắng cho rằng hình như có trộm vào nhà. Mẹ Chun Sam cũng đứng nghe họ nói chuyện. Tại trường học, Chun Sam thấy anh trai bị đánh liền chạy tới cứu. Ai ngờ anh trai và bạn chỉ lừa cậu để xem cậu có thể đánh thắng được ông trùm của trường không. Chun Sam không nói gì, lẳng lặng quay người bỏ đi. Nhưng anh trai chạy theo bảo một tiếng nữa mày phải đến sân trường đánh thẳng đứng đầu, nếu không thì mày tới số với tao. Tức giận Chun Sam đè anh trai xuống đánh cho một trận. Lúc này ở nhà, bọn trẻ đang núp bên ngoài tìm Chun Sam thì bị người làm tóm được. Rắn may mắn chạy thoát, còn vẹt bị người làm đánh vì cho rằng cậu đã ăn cắp cơm. Mẹ Chun Sam bước ra bảo người làm tha cho nó. Han Min mặt mũi bầm dập về tới nhà nhìn vẹt hỏi thằng Chun Sam là bang chủ của bọn mày phải không? Bây giờ nó còn làm ra việc này với anh trai nó đấy, rồi tức giận bỏ vào trong. Khi Chun Sam về tới nhà, mẹ liền hỏi con vừa mới đi đâu về. Còn chuyện đứa trẻ này vào nhà ăn cắp không liên quan đến con phải không? Nhưng Chun Sam bảo là do con gọi nó tới nên mẹ hãy cho nó đi đi.
Được rồi, con hãy vào đây với mẹ. Chun Sam bước tới bảo vẹt rằng đi đi, thằng rắn nó đang đợi mày đấy. Vẹt khóc bảo bang chủ, à ngày mai chắc thằng ngón chân nó giết tụi em mất. Chun Sam bị mẹ dùng roi đánh vào chân đau điếng. Mẹ bảo con không được giao du với mấy đứa đó nữa cơ mà. Đánh đoạn bà tức giận nhốt Chun Sam trong phòng. Chun Sam ngồi một mình bên ngọn đèn dầu leo lét thì thấy bóng mẹ đứng bên ngoài. Chun Sam, à vì con gây ra tội nên mẹ mới đánh con. Sau khi về nhà chồng ta đã để hai chị em con ở lại. Còn người chị đáng thương của con không biết giờ thế nào. Ta chỉ mong hai anh em con sống hòa thuận với nhau có được không? Rồi bà mở khóa cửa cho Chun Sam. Đêm đó Chun Sam quỳ lạy trước nhà của mẹ xin bà hãy tha lỗi rồi chạy đi. Cứ thế Chun Sam chạy nguyên đêm tới sáng về đến căn lều. Nhưng khi đến nơi bọn trẻ đã bị đánh tả tơi. Cậu bé khóc lóc chỉ về phía rừng trúc. Anh vẹt đang đánh nhau với ngón chân ở kia. Cá cơm cố hết sức chạy đi tìm gọi vẹt ơi mày ở đâu rồi. Khi thấy thằng vẹt đang bị đánh, cá cơm nhào tới đánh nhau với bọn ngón chân. Lúc này cá cơm với ngón chân đang vật lộn nhau. Cá cơm xô ngã ngón chân khiến mắt hắn đập trúng thanh tre nhọn. Ngón chân nằm dưới đất dãy dụa hét lớn. Trời ơi mắt của tao. Thấy vậy đám đàn em của ngón chân liền kéo nó đi. Thằng cá cơm kia mày cứ cẩn thận với tao. Sau đó cá cơm dặn vẹt hãy chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Tao sẽ đến Seoul làm con trai phải có chí lớn. Vẹt xin đi cùng nhưng cá cơm không cho. Cá cơm bảo vẹt hãy ở lại để chăm sóc bọn trẻ. Tuy vậy vẹt vẫn chạy theo cá cơm cho bằng được. Bọn trẻ chỉ biết đứng nhìn theo rồi lặng lẽ quay vào lều. Hai đứa tranh thủ lúc chú canh tàu phất cờ liền leo lên tàu. Khi chú phát hiện hỏi tụi mày là ai, hai đứa hồn nhiên bảo vẹt và cá cơm. Cuối cùng khi đã đến Seoul, vẹt và cá cơm đang ngồi thì thấy có người bắt nạt một cậu bé. Thế là cá cơm nhào vô đánh bọn chúng cứu cậu bé. Khi thấy bọn chúng kéo tới đông, vẹt kéo cá cơm chạy đi. Sau đó hai người vừa đi thì bị chủ quán hiểu lầm là ăn cắp nên bắt vào. Lúc này có cậu bé đang ăn mì tới bảo không phải tụi nó lấy đồ của chú đâu, nhưng ông ta không tin thế. Cậu bé liền bẻ tay ông chủ quán rồi bảo họ chạy đi. Ba người cùng nhau chạy tới một nơi núp. Trong lúc thở hổn hển, cá cơm cảm ơn rồi hỏi mày tên gì? Tao tên là Kim Doo-han. Tụi mày mới bắt đầu tới sống ở đây thì phải thể hiện thật tốt đấy. Bất cứ khi nào cần tới nắm đấm của tao thì hãy tới tìm tao. Nói rồi cậu quay người bỏ đi. Sau đó hai người xuống chân cầu Jeum. Cá cơm hỏi ở đây ai là bang chủ vậy? Tụi mày là ai mà đến đây? Tao là cá cơm đến từ Daegu, từ nay tao sẽ sống ở đây. Tụi mày trở thành đàn em của tao là được rồi. Bang chủ bước tới thủ võ thì cá cơm cho một cú đá lộn mèo. Hôm sau khi cá cơm đang ăn bánh cùng nhóm bạn thì bất ngờ thấy Jeon-ji lên xe cùng gia đình. Cá cơm la hét chạy theo gọi Jeon-ji à. Thời gian trôi nhanh như đi xe đạp đứt phanh xuống dốc. Cá cơm giờ đã lớn nhưng vẫn còn kiếm sống trong khu chợ ở Seoul. Cá cơm đang chờ nhận hàng để giao cho khách thì có thằng tới đòi cá cơm phải đóng thuế. Nhưng cá cơm chỉ cười mà không nói gì. Tức giận hắn đấm cá cơm ngã nhào. Cá cơm không có động thái gì vẫn cười đứng trước mặt hắn. Hắn định đánh nữa thì Doo-han tới ngăn lại. Doo-han ném mũ để cá cơm cầm giúp mình. Mày mở mắt ra mà xem sức mạnh của tao. Diêu bắt đầu dở dăm ba bài võ mèo cào trước mặt Doo-han. Cả hai đang định đánh nhau thì Sang-kan hỏi tụi bay làm gì vậy. Hai người liền cúi đầu chào Sang-kan. Ông bảo Diêu rằng mày phải đi đâu thì cứ đi đi qua đây làm gì. Nghe vậy Diêu vội vàng bỏ chạy. Sang-kan nói với Doo-han rằng nếu mày đi với nó thì sẽ thành chó săn đấy. Hãy làm tốt công việc của mình đi. Nói đoạn Sang-kan đi vui vẻ với các kỹ nữ. Tôi đến Hyung do dắt Doo-han và cá cơm vào quán ăn. Nhưng cá cơm không ăn mà lấy mỗi thứ một ít đem về. Khi đi ra vô tình cá cơm nhìn thấy cô kỹ nữ đang múa, trong đó chính là Jeon-ji. Anh liền quay lại xin Hyung do hãy gọi kỹ nữ múa giỏi nhất nơi này. Hyung do cũng năn nỉ bà chủ cho Jeon-ji tới nói chuyện một chút thôi. Cuối cùng Jeon-ji cũng đi vào hỏi các ngài gọi tôi đến đây để làm gì. Cá cơm nhắc lại chuyện ở Daegu nhưng cô nói không muốn nghe. Khi ba người ra về, cá cơm bỗng quay lại tìm Jeon-ji. Cô không nhớ tôi sao? Lúc ở Daegu tôi đã dành cây bút lại cho cô, sau đó có đến nhà cô vài lần. Vậy anh là cá cơm sao? Bỗng có người gọi nên Jeon-ji đi vào. Cá cơm đành lủi thủi đi về. Sáng hôm sau khi cá cơm cùng vẹt đang đứng thì có người bị thương chạy tới núp dưới xe kéo. Cá cơm liền chạy tới lấy đồ che lại. Khi bọn chúng tới hỏi, cá cơm nói không thấy ai chạy qua. Bọn chúng vừa đi thì người đàn ông chui ra cảm ơn rồi ngất đi. Cá cơm liền đưa anh ta về lều giúp anh lấy viên đạn dưới cánh tay. Thấy quạ bị thương, cá cơm liền hỏi lý do. Được biết quạ bị Diều đàn em của ngón chân đánh. Trong cơn tức giận, cá cơm liền chạy đi tìm Diều. Vừa chạy tới thì thấy ngón chân đang bắt Jeon-ji. Cá cơm bảo thả cô gái ấy ra nhưng ngón chân vung gậy ra hỏi mày chán sống hả? Lúc này Jeon-ji cắn hắn một cái rồi chạy đi. Hee-jin cũng làm như vậy, rồi hai cô gái núp ở một góc nhìn ra bên ngoài. Cá cơm liền gọi Doo-han thì bị ngón chân tấn công. Khi thấy Doo-han đi tới, cá cơm liền dắt Jeon-ji chạy đi. Hai người chạy thoát đứng thở hổn hển. Jeon-ji nói cô sẽ mời anh cà phê để cảm ơn. Lần đầu tiên được uống cà phê, cá cơm không biết liền húp cái rột. Nhưng cha mẹ ơi, nó đắng khỏi phải chê. Jeon-ji lấy viên đường đưa lên, cá cơm liền cười lấy viên đường cho vào miệng nhai ngon lành. Cô nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cho viên đường lại vào hũ. Khi ra về, Jeon-ji nghe thấy bản nhạc cô thích nên chạy tới lắng nghe. Cá cơm hỏi bản nhạc gì vậy? Tên của nó là Ánh đèn cô đơn. Trước đây tôi có một cuộc sống mà bao người mơ ước, nhưng từ năm 17 tuổi bố tôi bắt đầu mê mạt trược, nhà cửa lần lượt cứ thế bán hết. Sau đó cá cơm đưa cô về nhà. Jeon-ji cảm ơn anh rất nhiều.
Người đầu tiên nói với tôi câu này là Jeonji, bởi vì những người buôn bán như chúng tôi gặp nhau chỉ hỏi hôm nay bán được bao nhiêu tiền rồi cùng chia sẻ lợi nhuận mà thôi. Cá cơm hỏi lần sau anh có thể gặp em chứ, nhưng Jeonji không nói gì mà bỏ vào trong. Hôm sau người Nhật Bản đến treo cờ lên. Cá cơm về lều hỏi Kim Pa thuộc bên nào nhưng anh ta chỉ ngồi im không nói gì. Lúc này Hà Mã về tới hỏi cậu chủ khỏe chưa? Tôi là Bin Jun, con trai của Sang Tae đây. Bỗng có người vào báo bọn tuần tra đang lùng sục ở bên ngoài. Cá cơm bảo Hà Mã mặc áo vào rồi đi. Lúc này bọn Nhật cũng vừa tới nơi. Cá cơm đi ra cản họ hỏi có chuyện gì vậy. Tên người Nhật tát anh một phát. Sĩ quan Nhật tụi tao ra lệnh cho lũ ăn mày tụi mày đấy. Nói đoạn hắn định đi vào bên trong. Cá cơm bảo có người đang bệnh nên hãy cẩn thận. Người bẩn thỉu thì không sao nhưng người thường thì nhiễm lúc nào không hay. Nghe vậy hắn liền chỉ cá cơm vào trước. Vào trong hắn thấy mấy người nằm đó liền cho lật mặt lên. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Đúng là một đám chuột bẩn thỉu. Nói rồi hắn bỏ ra ngoài. Khi bọn chúng đi hết, Hà Mã liền lau mặt cho cậu chủ. Hóa ra bôi chút đậu tương thối cũng hiệu quả thật. Cá cơm bảo vẹt thu xếp chỗ ở cho Kim Ba. Bỗng lúc này bọn Nhật vào bắt cá cơm đi. Mọi người chạy theo la hét rằng thả ông trùm ra. Tao nghe nói mày là thằng ăn mày rất thông minh. Nếu mày mà nhìn thấy nó thì hãy báo cho tao biết. Nếu tôi bắt được người ông cần tìm thì sao? Tao sẽ cho mày mọi thứ mày muốn. Cá cơm về lại lều nhìn Kim Pa suy nghĩ đến những gì tên Ambe nói. Tôi đến, cá cơm bảo quạ đem chút gì đó cho Kim Pa ăn. Hôm sau nhóm ăn mày đến trước nhà bà Ly hát mừng tân gia. Jeonji cũng đi cùng bà Park đến tham dự. Cô đứng nhìn nhóm ăn mày đang ca hát say sưa. Jeonji bất ngờ nhìn thấy cá cơm cũng hát trong nhóm. Cá cơm nhìn thấy Jeonji liền lủi thủi quay đi. Sau đó Jeonji đi tới tìm cá cơm. Chắc là em giận tôi lắm bởi vì tôi chỉ là một thằng ăn xin. Xin lỗi vì tôi đã nói dối em. Từ bây giờ tôi sẽ không tìm đến em nữa. Em thật sự rất giận bởi vì vốn dĩ em ghét tụi ăn mày. Em lại càng ghét bản thân mình hơn. Dù biết rõ anh là người như thế mà vẫn không thể nói không gặp anh nữa. Giờ thứ em cần không phải là tiền hay một người đàn ông giàu có. Cá cơm nghe vui trong lòng bảo em có thể nói lại cho anh nghe được không? Jeonji nói em không muốn rồi cười bỏ đi. Cá cơm đến nhà sách tìm sách thơ của Lee Sang rồi quay về đưa cho Kim Pa đọc nghe thử. Cá cơm bảo tôi mua để tặng cho một cô gái. Bỗng có người báo có chuyện lớn rồi. Nghe xong cá cơm liền chạy tới cửa hàng Hyung Do hỏi có chuyện gì. Hyung Do cho biết Thành kiến nghị cho đàn em đến quậy. Đương nhiên anh cũng đã cho người ghi lại thiệt hại để đòi bồi thường. Tôi đến Hyung Do ném tờ giấy xuống bàn, bảo tất cả 120 won. Cá cơm nói với Du Han rằng nó biết Hyung Do là bạn mày mà vẫn làm thế là nó muốn chiếm khu này đó. Nhưng Du Han không tin, bảo sao chúng dám làm thế rồi bực bội bỏ đi. Sáng hôm sau cá cơm dùng muối để trà răng rửa mặt sạch sẽ rồi còn soi gương. Sau đó cá cơm gọi quạ tới hỏi cái áo mày ăn cắp lúc trước đâu cho tao mượn. Cuối cùng cá cơm đến cửa hàng Hyung Do lấy một quả quýt còn thêm mượn 10 won. Cá cơm đem đến cho Jeonji quả quýt còn mời cô đi uống cà phê. Khi hai người đang đi thì thằng Rùi nhìn thấy lén chạy theo rình. Vào quán cá cơm tặng cho Jeonji quyển sách. Cô cảm thấy rất vui. Cá cơm còn bảo anh thấy trong quyển sách có hình con quạ. Tại sao không phải là hình chim cú mèo nhỉ? Jeonji nghe chỉ biết nhìn cá cơm bằng ánh mắt ái ngại. Sau đó hai người về lại quán thì thấy mọi người khóc chạy ra. Lúc này Du Han đang chuẩn bị đánh nhau với Ban Sung. Khi hai người lao vào đánh nhau, Ban Sung đã bị Du Han đá một phát té nhào. Bọn đàn em lập tức chạy tới đỡ Ban Sung đứng lên. Du Han bước tới cúi đầu xin lỗi Ban Sung. Đó không phải là cách hành xử của kẻ thắng cuộc. Nói đoạn Ban Sung quay người bỏ đi. Tôi đến, mọi người tập trung ở quán ba uống rượu nói cười vui vẻ. Cá cơm đứng lên vào nhà vệ sinh thì thấy ngón chân. Lần trước tao không chào mày một cách tử tế được. Tao chỉ cần nhìn mày thôi là mối thù ngày xưa lại sôi lên sùng sục. Nhưng bây giờ tao như một con chim bị bỏ rơi khi Kim Du Han trở thành trụ cột của cái đất này. Vốn dĩ chúng ta nên thành đồng bọn từ lâu rồi. Cá cơm đưa đồng xu lên hỏi mày biết cái này là gì không? Trong khoảnh khắc cuối cùng thằng kít chuột vẫn nắm chặt nó trong tay. Nó nói là kiếm tiền để sống cùng với mẹ. Vì vậy tao sẽ không bao giờ để cái kết của kít chuột lặp lại bởi cái thằng như mày. Nếu mày tiếp tục đào bới quá khứ thì cái mày có chỉ là những mảnh xương vỡ. Sau đó cá cơm về đánh Rùi một trận vì cái tội ăn cắp rồi phạt không cho vào trong ngủ. Sáng hôm sau quạ ra thấy hỏi hôm qua mày làm gì sai à? Ông trùm phát hiện em ăn cắp nên bị phạt. Ông trùm đã nói không được ăn trộm còn gì. Tại em đang cần tiền nên mới làm vậy. Sau đó Rùi lấy ra chiếc gương tặng cho quạ. Rùi khuyên quạ hãy đi làm kỹ nữ. Biết đâu làm kỹ nữ ông trùm sẽ điên lên vì chị. Lúc này cá cơm đang ăn sáng cùng vẹt. Cá cơm bảo việc ăn cắp như là lương tâm bị đánh mất trong túi người khác vậy. Cho nên mày đừng để lương tâm của mày bị rơi vào túi người khác. Bây giờ không phải lúc nói về lương tâm. Vì hẹn hò với cô ấy mày đã thay đổi nhiều rồi. Vẹt à, không có lúc nào tao không nghĩ đến cô ấy. Trong khi đó ở lều chân của quạ bị nhiễm trùng rất nặng. Thấy vậy Hà Mã cùng chân đất đã chạy vào bệnh viện tìm cách trộm thuốc. Ai ngờ đi vào đúng phòng thay đồ làm y tá hốt hoảng la hét. Tiếp theo họ mò vào chúng phòng phẫu thuật làm hai người vô cùng sợ hãi. Bỗng lúc này họ thấy mấy tên người Nhật đi ra. Hà Mã nghĩ không lẽ cô gái đó vẫn còn sống. Hà Mã liền về báo cho Kim Pa biết tin Min Jae vẫn còn sống đang ở bệnh viện. Lúc này cá cơm đang ngồi bàn công việc với Du Han và Hyung Do thì Ban Sung đi vào. Hắn nói mình sẽ đi Mãn Châu. Du Han bảo ở đây làm ăn ngon hơn sao phải đến Mãn Châu. Ban Sung không nói lời nào lặng lẽ quay người bỏ đi.
Bỗng chân đất chạy tới nói ông trùm về nhà ngay vì Kim Pa có việc gấp cần giải quyết. Về nhà mọi người tập trung bàn cách cứu Min Jae. Kim Pa nói chúng tôi đã hẹn sau khi ám sát được sĩ quan Un Mo thì sẽ đến Thượng Hải vào ngày mai. Nếu các anh giúp tôi cứu Min Jae, tôi hứa sẽ cho các anh 3 triệu won. Nó đáng giá bằng 30 bao gạo trắng. Hôm sau Kim Pa nhét tờ giấy vào quyển sổ rồi bảo Hà Mã chuyển cái này cho cô Park Soo-ja. Hà Mã liền đến kỹ viện hỏi gặp người tên Park Soo-ja. Jeon-ji nói cô ấy hiện giờ không có ở đây, ngày mai hãy đến. Bên này Kim Pa đang chỉ cho mọi người sơ đồ bệnh viện. Vệ sẽ giả làm bác sĩ đẩy Min Jae tới phòng cấp cứu, còn Kim Pa sẽ giả làm xác chết. Cả cơm bảo vẹt và gấu trúc lo sửa xe đẩy, rùi và quạ thì lo công việc ở trong nhà. Lúc này Hà Mã mang theo khuôn mặt lo lắng về thì Kim Pa chạy theo hỏi. Ai ngờ quyển sách rơi ra. Lúc này Kim Pa mới biết Hà Mã không gặp được cô Park nên không có tiền. Tuy vậy cả cơm vẫn quyết định giúp Kim Pa cứu Min Jae. Mọi người bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho công cuộc giải cứu ngày mai. Sau khi hoàn thành xong mọi người lên đường, ở nhà chỉ còn lại quạ và rùi. Trong khi đó Min Jae ở phòng bệnh lấy ra một nắm thuốc để kết thúc cuộc đời. Nhưng vừa lúc y tá vào phát hiện liền bảo lính canh gọi bác sĩ. Bên ngoài bệnh viện mọi người vừa kéo xe vào. Khi đã vào bên trong cá cơm đẩy Kim Pa đi và đồng thời bác sĩ cũng đẩy băng ca Min Jae đi qua. Ai ngờ khi đang đẩy Kim Pa đi thì bác sĩ gọi bảo hãy đẩy vào phòng phẫu thuật. Thế là cá cơm đành đẩy Kim Pa quay lại theo lời bác sĩ. Sau đó hai người ra ngoài ngồi đợi. Còn ở đây Vẹt và chân đất đang tìm áo bác sĩ mặc vào. Khi hai người đã mặc xong đồ bác sĩ đi ra liền mò tới phòng bệnh của Min Jae. Vừa vào phòng họ liền tóm lấy cô gái nằm trên đó rồi cõng đi. Trên đường đi họ gặp ông trùm và Hà Mã đang ngồi đợi. Sau đó họ nhanh chóng cho cô gái lên băng ca trùm lại đưa ra ngoài. Trong khi đó Min Jae sau khi cấp cứu xong đã được đẩy về lại phòng. Cá cơm đứng bên ngoài phòng lén nhìn vào. Lúc này bác sĩ thực tập đang chuẩn bị mổ tử thi. Bất ngờ Kim Pa mở mắt ra ngồi dậy làm anh ta hết hồn ngất xỉu. Sau đó Kim Pa mặc đồ bác sĩ ra ngoài cùng cá cơm. Mọi người đang đứng bên ngoài đợi. Bỗng Kim Pa chạy ra phát hiện người này không phải Min Jae. Cá cơm quyết định quay lại lần nữa. Anh phân công Kim Pa và Vẹt sẽ đi theo tao. Tao và Kim Pa sẽ vào trực tiếp đưa Min Jae ra ngoài còn Vẹt canh gác y tá. Mấy người còn lại ở đây canh cô gái này. Hai người mặc đồ bác sĩ vào trong. Lúc này tên canh gác đang ngủ gục. Họ lẻn vào phòng nhìn thấy Min Jae nằm đó. Kim Pa nắm tay cô thì tên canh gác vào. Anh nhanh trí liền bảo thân nhiệt của Min Jae lại xuống thấp nên đưa vào phòng cấp cứu. Vẹt đứng bên ngoài phòng y tá suy nghĩ hồi lâu. Cậu quyết định xông vào giả vờ co giật dữ dội. Hai nữ y tá hốt hoảng bảo nhau gọi bác sĩ. Bên ngoài Kim Pa và cá cơm cũng vừa đẩy Min Jae vào tới phòng cấp cứu. Lúc này hai y tá đang mải lo lấy thuốc tiêm cho Vẹt. Nhân cơ hội Kim Pa và cá cơm đã bế Min Jae chạy ra ngoài. Sau đó mọi người cùng kéo họ về. Lúc này Vẹt cũng lẹt tẹt ra tới. Khi đã về đến lều Kim Pa cảm ơn cá cơm rồi bế Min Jae vào trong. Lúc này rồi ra báo cho cá cơm biết tin chị quạ đã đi đến kỹ viện. Trong khi đó quạ mò vào phòng trong kỹ viện uống rượu say rồi nằm ngủ. Bên ngoài tên sĩ quan Nhật Un Mo đang cưỡng hôn Jeon-ji nhưng bị cô xô ngã. Hắn tức giận cho cô cái bạt tai rồi lại tiếp tục ôm cô. Cá cơm vừa tới kỹ viện nghe thấy tiếng la liền xông vào. Un Mo lập tức rút súng ra đe dọa. Cá cơm vẫn không sợ mà trợn mắt bước tới dù hắn yêu cầu đứng lại. Khi hắn nổ súng cũng là lúc cá cơm bay lên đá một phát làm cây súng văng ra. Người trong kỹ viện đều chạy ra la hét. Đồng bọn của Un Mo tới đánh cá cơm cũng bị anh đá bật gọng. Jeon-ji khóc lóc bảo anh mau chạy đi. Cá cơm ôm cô bảo ai dám động tới em anh sẽ giết nó. Lúc này bọn tay sai của tên Un Mo cũng chạy tới. Thấy vậy cá cơm liền bật rào chạy đi. Cá cơm đến câu lạc bộ nói với châu chấu là anh vừa đánh nhau với thằng Nhật. Sau đó cá cơm lên sân khấu đứng trước micro hát một mình. Tại căn lều Min Jae đã tỉnh dậy hỏi đây là đâu. Kim Pa cho biết họ đang ở dưới chân cầu Jeum. Đây là nơi ở của những người ăn mày. Sau khi vào phòng Jeon-ji phát hiện sự tồn tại của quạ. Cô nhẹ nhàng hỏi có phải em đã đói bụng rồi không. Jeon-ji đưa quạ đen hộp bánh bảo cô bé hãy mang theo mà ăn. Nhưng quạ hất văng hộp bánh rồi bỏ chạy. Ra ngoài quạ khóc nghĩ một cô gái đẹp như vậy chắc bang chủ sẽ yêu say đắm cho mà xem. Khi về đến lều quạ thấy Hà Mã đang gật gù đợi cô. Quạ hỏi Hà Mã tại sao lại thích một người xấu như tôi. Anh không biết nhưng mỗi ngày thấy em cứ đưa mắt nhìn về bang chủ là anh không chịu nổi. Tôi có thể nhịn đói mà vẫn sống nhưng không nghĩ tới một ngày bang chủ tôi sẽ ngỏm cù tỏi. Tôi sẽ không để cho bang chủ đến với cô ta đâu. Sáng hôm sau châu chấu đến làm thì thấy cảnh sát. Hắn lập tức chạy về quán bar báo với bang chủ. Cậu nói chỗ này không an toàn bang chủ nên đi chỗ khác. Hi-ung do đang ở cửa hàng thì bị cảnh sát bắt đi. Cảnh sát còn tới bắt luôn Du-han. Về đồn chúng tra tấn hai người hỏi nơi ẩn nấp của cá cơm. Hi-ung do bảo không biết hãy đến dưới chân cầu Jeum mà hỏi. Thế là bọn chúng dắt nhau đến chân cầu. Hi-ung do và Du-han cũng được thả ra. Hi-ung do nói giờ phải tìm cho ra cá cơm trước khi bọn chúng tìm thấy. Trong khi đó, Kim Pa và Min Jae vẫn đang ở trong lều dưới chân cầu. Nhóm ăn mày đang ở bên ngoài thì tụi cảnh sát Nhật tới. Chúng xông vào lều lục soát khắp nơi nhưng cuối cùng không thấy ai hết. Chúng tức giận hỏi Hà Mã bang chủ của mày đâu nhưng ai cũng nói không biết. Thế là chúng cho người bắt rồi và Vẹt về đồn. Sau đó Hà Mã chạy vào trong tìm thì thấy Kim Pa và Min Jae trốn ngoài đống rơm. Kim Pa nhờ Hà Mã tìm cho mình một chiếc xe ngựa. Tại đồn cảnh sát bọn chúng bắt đầu tra tấn rồi và Vẹt. Lúc này Kim Pa và Hà Mã đưa Min Jae đến kỹ viện. Kim Pa nhờ bà Park chăm sóc Min Jae giúp mình và hứa sẽ không đến làm phiền bà thêm nữa. Con đừng nói như vậy, con tìm đến đây là mẹ vui lắm.
Nếu vậy tại sao bà lại nhẫn tâm bỏ một đứa trẻ 8 tuổi mà ra đi? Mẹ cứ tưởng con sẽ sống hạnh phúc với bố. Ông ấy sẽ cho con tất cả những gì mà mẹ không thể cho con. Kim Pa à, con không thể gọi ta là mẹ một lần sao? 14 năm trước kể từ khi bà bỏ đi, mẹ tôi cũng đã ra đi mãi mãi rồi. Kim Pa ra về cùng Hà Mã thì Jeonji chạy theo gọi. Bà ấy đưa cho anh cái này. Kim Pa mở ra lấy 300 won rồi nói rằng tôi chỉ lấy nhiêu đây thôi. Lúc này Jeonji hỏi anh có biết Chun Sam ở đâu không? Nhưng hiện tại Kim Pa cũng không biết tin tức của Cá Cơm. Hyung Do và Du Han đến quán bar thì Châu Chấu lén đưa Hyung Do vào gặp Cá Cơm. Anh hỏi Hyung Do về tình hình bên ngoài thì biết cảnh sát đã tới chỗ ở lục soát. Họ cũng đã bắt rùi và vẹt đi. Sau đó Châu Chấu ra gọi Du Han vào trong gặp Cá Cơm. Ngón chân ngồi trong quán quan sát thấy, hắn cho người vào trong xem có phải thằng Cá Cơm đang ở trong đó hay không. Hắn nghe thấy Du Han nói sẽ lo vé tàu thủy cho Cá Cơm đi trốn. Đàn em liền chạy ra báo cho Ngón chân biết. Ngón chân bảo thằng Diều ở đây giữ chân tụi nó để tao đi báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, Ngón chân nói tôi sẽ vào lôi nó ra đây cho các anh. Ngón chân vào trong tìm Cá Cơm để trả mối thù xưa nhưng ai ngờ lại không thấy ai hết. Ngón chân tức giận đập phá đồ đạc bên trong. Trong khi đó Cá Cơm đã lẻn đi ra từ phía sau. Rùi và vẹt cũng được bọn chúng thả về. Hai người thương tích đầy người. Lúc này Cá Cơm cũng vừa tới nơi. Anh cho tập hợp mọi người lại. Tôi sẽ vắng mặt một thời gian và vẹt sẽ thay tôi. Cá Cơm còn dặn đàn em không được ăn cắp ăn trộm bất cứ thứ gì. Chồn hãy giữ gìn trật tự nơi này giúp tôi. Hà Mã hãy nhắc nhở mọi người. Tôi xin lỗi vì bây giờ tôi dính vào rắc rối nên không lo cho mọi người được. Nói rồi Cá Cơm quay người bỏ đi. Kim Pa chạy theo hỏi cậu định đến sở cảnh sát thật sao? Jeonji vẫn đang đợi cậu đấy. Lúc này tại lều vẹt bảo chân đất thông báo tin cho các đội ăn mày khác. Hà Mã phụ trách nhóm ở Songkyo rồi sẽ tới Yeongjin. Chồn thì đến Yeongjun và So Jong nói rằng bọn chúng muốn lật đổ Kim Chun Sam. Còn chân đất đến gặp Jeonji nói ông trùm đang tìm cô. Nghe vậy Jeonji vội vào phòng lấy áo và tiền chạy đi gặp Cá Cơm. Cô đưa anh số tiền tích góp của mình bảo hãy tránh đi nơi khác một thời gian. Nhưng Cá Cơm nói nếu anh đi bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Anh sẽ tới sở cảnh sát đầu thú. Chắc chỉ bị giam vài tháng thôi. Jeonji khóc ôm Cá Cơm vì cô không đồng ý cho anh đi tù. Anh đã sống trong xã hội hạ lưu không ánh nắng mặt trời. Nhưng giờ đối với anh kể cả ngày hay đêm cũng là mặt trời rực rỡ. Hôm sau Cá Cơm đến sở cảnh sát. Tất cả các nhóm ăn mày cũng tập trung đến sở cảnh sát. Khi Cá Cơm bước vào đồn, những người ăn mày đứng bên ngoài hát tạm biệt anh. Vào trong chúng bắt đầu dùng roi quất khiến Cá Cơm đau đớn ngất đi. Bỗng bên ngoài có người ném đá làm kính vỡ. Thế là bọn chúng cho người ra đánh nhau với nhóm ăn mày. Hai bên đánh nhau loạn xạ, đá được ném tới tấp vào đồn. Tên Ambe cho gọi cảnh binh tới đánh những người ăn mày. Sau đó rất nhiều cảnh binh xả súng tới tấp về phía những người ăn mày. Bên ngoài cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Những người ăn mày bị chúng đánh và bắn rất tàn nhẫn. Khi Cá Cơm bị tên mắt kiếng tạt nước tỉnh lại thì tên Ambe vào ra lệnh đánh tiếp. Lúc này thằng mắt kiếng bắt đầu lấy ra dụng cụ tra tấn. Hắn bịt mắt Cá Cơm lại rồi dùng màn tra tấn vô cùng tàn độc. Sau đó hắn tháo dây xích rồi bỏ đi. Cá Cơm đau đớn nằm sõng xoài dưới sàn rồi ngất lịm. Sau đó Cá Cơm được bọn chúng kéo vào nhà giam. Lúc này Jeonji tới thăm Cá Cơm thì được biết 3 ngày nữa anh sẽ bị đưa tới đảo. Jeonji nhìn Cá Cơm mà nước mắt đầm đìa. Em xin lỗi bởi vì em nên anh mới bị như vậy. Em không cần phải lo. 1-2 tháng anh sẽ được thả ra thôi nên em đừng tới đây nữa. Cá Cơm còn hẹn sau khi ra tù sẽ cùng nhau hẹn hò. Cùng nhau đi ăn bánh gạo rồi cùng nhau đi uống cà phê. Hết giờ thăm Jeonji nắm tay anh không nỡ rời đi. Cuối cùng khi Jeonji đi về Cá Cơm cố gắng đứng lên rồi ngã quỵ. Sau đó Jeonji đến gặp sĩ quan Unmo. Xin hãy thả Cá Cơm ra, tôi sẽ làm theo những gì ngài muốn. Lúc này chân đất đang ngồi phiền não. Không có ông trùm thì làm sao có thể xin đi dụng quân. Còn vẹt thì quyết định bảo mọi người cùng trốn lên núi, thế là bị mọi người chửi. Du Han cũng lo lắng vì tổng đốc đã ban lệnh tất cả đều phải đi dụng quân. Du Han nghĩ đến cái tên Ambe kia. Nếu chúng ta muốn sống chúng ta phải giết hắn. Du Han đến gặp Ambe đề nghị hắn bỏ lệnh tuyển quân. Tao không muốn nghe những lời này. Tao chỉ muốn mày là cánh tay đắc lực của tao. Du Han không nói gì chỉ quay người ra về. Lúc này Ambe nhận được lệnh của cấp trên yêu cầu thả Cá Cơm. Cứ như thế Cá Cơm được thả ra theo lệnh. Cá Cơm vừa ra tù liền đến gặp Jeonji, nhưng lúc này cô đang phải tiếp tên sĩ quan Unmo. Cá Cơm đau khổ định xông vào thì bị thuộc hạ của hắn đánh rồi kéo ra ngoài. Jeonji đứng trước mặt Unmo cởi áo ra mà nước mắt giàn giụa. Hắn nhìn cô rồi hỏi vì sao em khóc. Jeonji không nói gì mà đẩy ngã hắn rồi bỏ chạy. Bạn cô chạy ra nói hồi nãy Chun Sam có tới đây nhưng anh ấy đã đi rồi. Jeonji chạy ra ngoài tìm Chun Sam nhưng không thấy anh đâu. Cô khuỵu xuống khóc nức nở. Trong căn lều một điếu thuốc mọi người truyền tay nhau hút. Bỗng bên ngoài có tiếng thông báo bang chủ trở về. Ai ai cũng mừng rỡ chạy ra đón Cá Cơm. Hôm sau Jeonji đến căn lều dưới chân cầu. Cô vào trong nhìn thấy Cá Cơm bị thương nằm đó. Thấy cô đến mọi người đều biết ý đi ra ngoài. Jeonji ngồi xuống bên Cá Cơm xin lỗi anh. Vì em mà anh đã phải chịu khổ như thế này. Cô đề nghị anh cùng mình rời khỏi đây đến Jeonji. Cá Cơm có thể làm tất cả vì Jeonji nhưng bây giờ anh không thể đi được. Bởi vì anh còn có một gia đình. Những đứa trẻ này không thể không có anh. Dù có ngỏm củ tỏi họ cũng sẽ ngỏm củ tỏi cùng nhau. Đi nhập ngũ cũng phải đi cùng nhau. Không khuyên được Cá Cơm, Jeonji đành ra về. Đứng nhìn mọi người ăn uống kham khổ, Jeonji không khỏi đau lòng.
Lúc này có người đến đưa thư gọi nhập ngũ lần hai, mọi người đem vào trong chờ ý kiến của bang chủ. Kim Pa bảo nếu chúng ta vào hầm mỏ làm việc có thể được miễn nhập ngũ. Cả cơm đến nói với Du Han rằng phải tìm cách có được giấy làm việc trong hầm mỏ. Nhưng Du Han nói làm sao có tiền mà lo chứ. Cả cơm đề nghị tới hỏi Hyung Do xem sao. Nhưng Hyung Do nói tao làm gì có nhiều tiền như vậy. Mày hãy cứu tụi nhỏ ở nhà tao đi, tao xin mày đó. Mày phải nhờ người nào có khả năng chứ. Sau đó cá cơm và vẹt lủi thủi đi về lều. Cá cơm bảo này Kim Pa, cậu là người có học, tôi muốn hỏi cậu một câu. Bọn Nhật Bản là gì mà chúng có quyền bắt chúng ta đi nhập ngũ chứ? Tại sao chúng ta phải phục dịch cho bọn quân phiệt? Nhưng Kim Pa chỉ biết lặng im không nói gì. Sau đó cá cơm gọi Rùi tới ngồi bên cạnh. Rùi à, nếu anh gặp chuyện không may em phải thay anh lo cho các em đấy. Anh đừng lo, sau này em sẽ cố gắng chăm chỉ. Hôm sau Kim Pa đến gặp Min Jae hỏi em định đi đâu. Em đi cùng với Min Jan đến Sangha. Anh có đi cùng với em không? Không được, anh còn phải giúp những người ăn mày ở lều. Nói rồi hai người qua phòng mẹ. Kim Pa xin bà chuẩn bị một ít tiền cho Min Jae đến Sangha và xin thêm 500.000 won để giúp những người ăn mày. Bà hứa sẽ đưa tiền cho con trai nhưng xin con hãy rời khỏi đây. Mẹ đừng bắt con làm những gì con không thích. Nói rồi Kim Pa đùng đùng bỏ đi. Cá cơm bảo vẹt cùng mình đến gặp thằng Ngón Chân. Hai người đến nơi ở của Ngón Chân. Cá cơm xin Ngón Chân hãy cứu bọn trẻ nhà tao. Nếu chúng đi nhập ngũ thì chỉ có ngỏm củ tỏi mà thôi. Chuyện của anh em nhà mày có liên quan gì đến tao? Tao biết mày chính là người lập danh sách. Nguyện vọng của mày là muốn lấy đi mắt của tao đúng không? Tao sẽ làm theo những gì mày muốn. Nhưng tao muốn mày và bọn đàn em của mày tất cả đều phải đi chầu Diêm Vương. Dù chỉ một tên còn sống tao cũng không thấy thoải mái. Cá cơm tức giận định nhào tới cho hắn một trận nhưng vẹt ngăn lại. Bên này bà Park gọi Hyung Do đến đưa cho anh một số tiền để mua hầm mỏ cứu bọn trẻ ăn mày. Sau đó Hyung Do gặp Du Han và cá cơm báo tin mọi người không cần phải đi nhập ngũ nữa. Tất cả mọi việc đã được giải quyết. Giờ chỉ còn đưa tiền nữa là xong. Hyung Do sẽ lên danh sách những người làm ở hầm mỏ và chứng minh được việc thu mua khoáng sản. Lúc này Jeon Ji cũng chuẩn bị rất nhiều thức ăn để đem đến lều cho những người ăn mày. Sau đó Jeon Ji và Hee Jin đem thức ăn đến cho họ. Hee Jin còn đứng hát cho mọi người nghe. Lâu lâu được một bữa ăn ngon, bọn ăn mày tập trung ăn ngấu nghiến. Khi cá cơm bảo mọi người cùng hát một bài, bọn họ vừa ăn vừa hát cho vừa lòng bang chủ. Cá cơm nói bọn họ hát không đàng hoàng tí nào. Mọi người cùng biện hộ đang gặm gà thì làm sao mà hát được. Jeon Ji không thấy quạ bên ngoài nên đem thức ăn và bộ đồ vào lều cho cô. Quạ liền thay đồ Jeon Ji tặng bước ra. Bọn ăn mày lần đầu thấy quạ ăn mặc đẹp ai cũng bất ngờ. Hà Mã lo lắng chạy tới bắt cô thay ra. Vì mặc đẹp như thế sợ có người chạy theo. Nhưng quạ nhất định không chịu thay ra. Sau khi đã ăn no, mọi người tập trung ca hát nhảy nhót rất vui vẻ. Hôm sau tên sĩ quan Un Mo tức giận đến sở cảnh sát ra lệnh cho Ambe nhất định phải bắt Chun Sam nhập ngũ cho bằng được. Thế là Ambe cho người tới triệu tập lệnh nhập ngũ. Cá cơm thắc mắc bảo chúng tôi đang chuẩn bị đi làm việc ở hầm mỏ mà. Thế nhưng hắn vẫn cho người bắt cá cơm và Hà Mã đi. Khi đến ga tàu lửa, cá cơm vẫn luôn miệng nói các anh đã bắt nhầm người rồi. Bỗng có tiếng súng vang lên, một người đã gục ngã. Thấy vậy cá cơm đành phải lên tàu theo lệnh của đám lính Nhật. Hà Mã khóc than vì chưa kịp nói lời nào với quạ. Jeon Ji hay tin cũng chạy ra bến tàu chen lấn tìm cá cơm. Cuối cùng khi tàu chuẩn bị lăn bánh, hai người mới thấy nhau. Cá cơm cố kéo cửa lên để nói với Jeon Ji nhưng không được. Thế là anh lập tức chạy ra cửa tàu. Jeon Ji chạy theo chỉ kịp đưa cho anh chiếc khăn rồi hẹn ngày gặp lại. Thời gian sau Hà Mã đã quay trở về căn lều cũ. Anh dạy cho bọn trẻ cách để ăn xin. Mọi người mừng rỡ khi thấy Kim Pa và Min Jae đến thăm. Hai người vào lều thăm quạ đang bệnh. Hà Mã cho biết ông trùm đã ngỏm củ tỏi vì khi làm ở trong hầm ông trùm đã gặp tai nạn. Quạ lớn tiếng bảo Hà Mã đừng kể nữa. Trở về một mình đáng tự hào làm sao. Mọi người ngồi bên ngoài cũng rất buồn khi nghe tin cá cơm đã ngỏm. Hôm sau tại chợ họ đọc tên những người lính được thả về, trong đó có Chun Sam. Anh bước xuống nhìn mọi thứ xung quanh có vẻ thay đổi nhiều rồi quay về lều. Mọi người thấy anh trở về mừng rỡ ôm nhau khóc nức nở. Cá cơm không thấy quạ đâu nên chạy vào lều xem. Thấy quạ bị bệnh nặng liền cho người cõng cô đến bệnh viện. Anh cầu xin bác sĩ phải cứu quạ bằng mọi giá. Khi mọi người đang ở câu lạc bộ uống rượu cười hớn hở thì Châu Chấu nhìn thấy bang chủ. Châu Chấu lớn tiếng gọi tên cá cơm. Lúc này ai cũng sững sờ nhìn cá cơm. Hyung Do đang đứng gần Jeon Ji. Cá cơm bước tới bảo Hyung Do lâu rồi không gặp. Jeon Ji đứng lên nhận ra người này là cá cơm. Cô sững sờ làm rơi cả ly rượu đang cầm. Sau đó Hyung Do và Du Han cùng cá cơm vào trong nói chuyện. Cá cơm hỏi Hyung Do chuyện gì đã xảy ra. Chuyện xảy ra lúc đó tao cũng bất ngờ. Lúc đó tao cũng đã đến sở cảnh sát. Tao đã đưa hết số tiền vay mượn được để mày khỏi đi nhập ngũ nhưng mà không được. Tụi mày hãy tin tao. Tao không bao giờ bán rẻ bạn bè những người từ thời thơ ấu đã cùng tao nhịn đói. Nếu tụi mày không tin tao đi chầu Diêm Vương cho tụi mày xem. Nói rồi Hyung Do rút súng ra định tự kết liễu cuộc đời. May mà cá cơm và Du Han đã ngăn lại. Quay lại câu lạc bộ, cá cơm xin lỗi Hyung Do vì đã hiểu nhầm. Anh bỗng nhìn thấy Jeon Ji vẫn còn ngồi ở đó. Hyung Do và Du Han về trước cho hai người họ nói chuyện. Tất cả những người nhập ngũ sống hay chết đều có tin tức trở về. Chỉ có anh là không thấy quay về mà thôi. Sau đó em nhận được tin anh đã ra đi mãi mãi. Jeon Ji nước mắt tuôn trào nắm tay cá cơm nói anh bị thương rồi. Lúc này bỗng có người đến gọi Jeon Ji. Cá cơm bảo anh không sao, em đi đi, có người đang đợi. Jeon Ji đành đứng lên rời đi.
Sau đó cá cơm nói Duhan hãy chỉ tao cách kiếm tiền để sống. Tao không thể dựa vào thùng rác mãi được. Bây giờ điều đầu tiên là mày phải theo chủ nghĩa dân chủ. Sau đó bắt hết bọn người theo chủ nghĩa cộng sản. Từ mai tao sẽ nghĩ cách để đàn em của mày trở thành công dân của nước Đại Hàn. Hôm sau cá cơm đập bể hết những chiếc thố để ăn xin. Từ bây giờ chúng ta sẽ không sống cuộc sống ăn mày nữa mà sẽ sống bằng chính đôi bàn tay của mình. Xã hội đã thay đổi rồi. Nếu theo chế độ dân chủ chúng ta sẽ không chết đói. Nếu chúng ta trở thành công dân của nước Đại Hàn dân chủ chúng ta phải bắt bọn cộng sản. Tụi bay hãy đi theo tao. Nói đoạn cả bọn rất díu nhau ra chợ. Sau đó cả đám tới tìm Duhan để có được mấy tấm áo mới. Duhan nói với cá cơm rằng phải dạy cho tụi nó học gì đi chứ. Tao có biết một người lang thang tốt bụng. Để tao giới thiệu cho mày. Ngày hôm sau ông Giang bắt đầu dạy học cho những người ăn mày. Bài học đầu tiên là bắt họ hô to Đại Hàn Dân Quốc. Sau đó ông giải thích cho họ hiểu chủ nghĩa dân chủ là được tự do. Được làm tất cả mọi thứ mà mình muốn nhưng không được vi phạm pháp luật. Nhưng bọn cộng sản cho rằng chủ nghĩa dân chủ là xấu xa. Sau khi được chỉ dạy bọn ăn mày bắt đầu cầm gậy gộc đi tìm cộng sản. Khi họ vào trong một công xưởng cá cơm ra lệnh cho Hà Mã và Trồn dẫn đường. Nhất định phải bắt cho bằng được cộng sản. Sau đó tất cả xông vào công xưởng. Hai bên bắt đầu đánh nhau loạn xạ. Cá cơm đứng nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy sao mà đau lòng đến thế. Mọi người cũng cho rằng nếu đánh như vậy thì họ sẽ đi chầu Diêm Vương. Cả đám la hét xin tha mạng. Cá cơm nhìn thấy bên trong đó có Min Jae. Ra ngoài Min Jae hỏi vì sao các người vào đây được. Nghe nói bắt cộng sản là cứu đất nước nên tôi rất tụi nó tới. Cầm gậy gộc đánh chúng tôi là cứu đất nước sao? Anh cũng biết đói khổ như thế nào rồi. Những người đó không phải là cộng sản mà là những người quá đói khổ nên phải đi làm để kiếm tiền. Sao anh lại đối xử với họ như thế? Sau khi về đến lều mọi người đành bỏ hết gậy gộc. Duhan đi tới trách là việc đầu tiên mà cũng không làm nổi hả? Công xưởng đó toàn là phụ nữ. Sao một đứa cũng không bắt được vậy? Cá cơm đứng lên bảo công xưởng đó không phải là cộng sản. Bây giờ tụi tao không cần đánh người nữa. Tao đã biết cách làm việc tốt để kiếm tiền rồi. Hôm sau cá cơm tập hợp mọi người lại. Hôm nay nghỉ ở nhà sửa chữa lại lều. Ngày mai bắt đầu đi làm việc tại công trình. Khi mọi người bắt đầu làm việc thì Hà Mã về tới nơi. Hà Mã bảo vẹt vào trong nói chuyện. Anh cho biết lúc nãy ra phố gặp cô Jeonji. Cô ấy gửi cho ông Trùng một lá thư. Bên trong ghi em sẽ đợi anh ở phòng trà. Quạ nghe nói vậy liền ngồi dậy giật lá thư cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Tại phòng trà Jeonji đợi Chun Sam rất lâu mà không thấy anh tới. Cô liền đến gặp Hyung do hỏi anh đã gặp Chun Sam chưa. Tôi có gửi thư hẹn gặp nhưng anh ấy không đến. Anh hãy giúp tôi gặp anh ấy được không? Jeonji à, cô đành lòng vì cái thằng đó mà bỏ hết mọi mơ ước của mình sao? Nghe vậy Jeonji đành buồn bã ra về. Cô vừa ra taxi thì cá cơm cũng vừa đi qua nên hai người không nhìn thấy nhau. Đến khi cô lên xe thì cá cơm nhìn thấy. Anh cố chạy theo chiếc xe mà không kịp. Hôm sau Jeonji hớt hải chạy tới tìm Hyung do mà không gặp. Cô đến phòng trà thì thấy Min Jae đang ngồi đó. Min Jae hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Cô lo lắng bảo Sun Jam đã bị đoàn thanh niên bắt đi. Lúc này Kim Pa cũng vừa đi tới. Min Jae đề nghị anh trình bày với chính phủ nhưng Kim Pa từ chối vì nếu là cộng sản thì khó lắm. Jeonji bảo Sun Jam không phải là cộng sản. Nghe vậy Kim Pa bảo Jeonji hãy đến tìm bang chủ thử xem có thể anh ấy sẽ có cách. Thế là Jeonji đến lều tìm cá cơm. Cô xin anh hãy giúp cô cứu Sun Jam ra ngoài nếu không anh ấy sẽ đi chầu Diêm Vương mất. Bên này Sun Jam bị tra tấn rất dã man. Lúc này ngón chân vào hỏi ai là người đứng sau mày giật dây. Nhưng Sun Jam bảo tôi không phải là cộng sản. Thế là bị hắn đánh tiếp. Sun Jam chỉ biết la hét trong sự đau đớn. Cá cơm đến tìm Duhan nói về chuyện của Sun Jam. Làm sao mà Sun Jam lại là cộng sản cho được. Thằng Lee Jae nhất định bắt nhầm người rồi. Đừng lo, chỉ cần đưa cậu ta ra là được. Lúc này có người vào báo Sun Jam đã không còn ở đó nữa. Cá cơm biết ngay là do thằng ngón chân. Mọi người tập trung lên xe chạy đi đến nơi ở của ngón chân. Duhan xông vào hỏi mày đang làm gì vậy. Ngón chân nói rằng hắn biết Sun Jam là một tên cộng sản rồi đưa bằng chứng cho mọi người xem. Cá cơm liền giật lấy xé đi. Bây giờ thì hết bằng chứng rồi nhé. Sau đó cá cơm hỏi ngón chân rằng giờ mày muốn ăn đấm hay ăn dao. Hai bên xông vào đánh nhau loạn xạ. Duhan đứng quan sát một hồi rồi hét lớn bảo mọi người dừng lại. Sun Jam được đưa vào bệnh viện điều trị. Sun Jam tỉnh lại liền nắm tay Jeonji nói anh không phải là cộng sản. Cá cơm mở cửa nhìn thấy hai người tay trong tay nên đành quay ra. Lúc sau Hyung do vào nói với Sun Jam rằng việc cậu là cộng sản hay không đều nằm trong tay tôi. Còn Jeonji ra ngoài nói chuyện với cá cơm. Em đã nợ ân huệ của Sun Jam rất nhiều. Khi anh nhập ngũ chính Sun Jam đã đưa em ra khỏi kỹ viện. Sau đó với lời mời của Hyung do em đã nhận lời đóng phim. Mẹ của em và mấy đứa em của em cũng nhờ Sun Jam mà sống rất tốt. Nhưng cá cơm không nói gì mà chỉ quay người bỏ đi. Bên này Lee Jae ra lệnh cho ngón chân chuẩn bị đến gặp Duhan. Hắn bảo Giang Hàm chuẩn bị súng. Tới nơi bọn chúng xông vào văn phòng của Duhan đánh đàn em còn đập phá tan tành. Duhan đang say nằm trong kỹ viện thì đàn em vào báo tin. Duhan về văn phòng vô cùng tức giận. Cá cơm tới ngồi xuống bảo vì chuyện của Sun Jam nên tao sẽ chịu trách nhiệm. Đây là cuộc đấu của tao và Lee Jae. Tao cũng vậy, tao không thể để cho thằng ngón chân tiếp tục như vậy được nữa. Và thế là họ cấp tốc lên xe đến trụ sở của Lee Jae trả thù. Nhưng khi vào trong lại không thấy ai hết, chỉ có tờ giấy để lại. Lee Jae hẹn họ gặp ở Cho Jong. Tại Cho Jong, tên Lee Jae đã chuẩn bị hết mọi thứ để đón Duhan tới đối đầu. Lúc sau Duhan cùng nhóm ăn mày đã có mặt. Duhan lạnh lùng bảo ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày.
Dù là cơm đám dỗ tao cũng không từ chối. Du Han tức giận định xông vào thì Cá Cơm cản lại. Anh cởi áo ra bảo trước tiên tôi phải quyết một trận sinh tử với Ngón Chân. Cá Cơm và Ngón Chân lập tức đấu tay đôi với nhau. Hai bên chiến đấu kịch liệt. Cá Cơm kẹp cổ Ngón Chân từ phía sau. Sau khi thoát được, Ngón Chân liền lấy gậy đánh Cá Cơm. Thế nhưng cây gậy đã bị Cá Cơm đá bay. Bỗng có một chiếc xe chạy tới. Người đàn ông bước xuống bảo bọn họ dừng lại. Nhà lãnh đạo Kim Gu Sun vừa mới qua đời do trúng đạn. Vậy mà các cậu còn ở đây đánh nhau được sao? Nói rồi ông buồn bã lên xe rời đi. Về căn lều mọi người cùng bắt cháy cho nhau. Sau đó Cá Cơm và bảo mọi người cùng đến văn phòng của Du Han. Tại đây ông Giang đưa nhóm người Li Jie đến ngồi đợi bên Du Han tới để hòa giải. Nhưng mà chờ hoài vẫn không thấy họ tới. Cuối cùng bực bội, ông Giang đề nghị gọi món gì đơn giản vừa ăn vừa đợi. Lúc này bên ngoài Du Han và Cá Cơm cũng vừa đến. Khi hai người vào trong ngồi, ông Giang yêu cầu gọi món ăn trước. Hai bên đang nói chuyện phân chia khu vực thì Li Jie tức giận đứng lên. Ông Giang liền tới nắm tay hai người lại với nhau. Có người vào báo đã xảy ra chuyện. Thế là mọi người liền chạy ra xem. Một người đàn ông đang đánh nhau với các đàn em ở ngoài đường. Du Han định xông vào thì Cá Cơm ngăn lại. Kết thúc cuộc đánh, Du Han bước ra bảo tao là người quản địa bàn này, mày là ai mà làm loạn ở đây. Trong khi đó tranh thủ lúc cô gái lơ là chân đất lén xách túi chạy đi. Cũng tại đàn em của cậu định bắt cô gái này. Nghe vậy Du Han đành xin lỗi và nói tôi là Du Han. Ông ta nói tôi là Sang Ha rồi bỏ đi. Chân đất đang cố gắng mở túi ra thì bị bọn dìu phát hiện lấy đi. Cùng lúc đó có một nhóm người kéo tới đập phá căn lều. Họ nói họ làm vậy để xây bệnh viện. Cá Cơm vừa về tới nơi thấy vậy liền xông vào hỏi tụi mày làm gì vậy hả? Tao làm theo chỉ thị của thành phố phá bỏ toàn bộ nơi này để xây bệnh viện. Nếu tụi mày ngăn cản tao sẽ gọi cảnh sát. Sau khi đuổi hết bọn chúng đi, Cá Cơm thấy Quạ Ho liền hỏi thăm. Chạy tới nơi thì thấy Quạ Ho ra máu. Mọi người lo lắng cõng Quạ chạy vào bệnh viện. Lúc này Min Jae cũng đang ở bệnh viện. Thấy tình hình hỗn loạn, Min Jae liền chạy đến hỏi thăm. Y tá nói rằng lần trước bọn họ tới đây khám bệnh cũng không trả tiền. Chuyện đó tính sau, lo cứu người trước đã. Sau đó cô bảo mọi người ra ngoài đợi cho y tá làm việc. Bỗng Cá Cơm nhìn thấy Jeon Ji, nhưng hai người chỉ nhìn nhau rồi Jeon Ji vào phòng. Cá Cơm cảm ơn Min Jae đã giúp đỡ họ. Y tá nói với Hà Mã rằng ngày mai mà không có tiền thì không xong đâu. Cá Cơm đến cục thanh tra thành phố. Người đứng đầu giới thiệu ông ta tên Kim Jong Si, trưởng phòng thanh tra thành phố. Tôi đã nhận được chỉ thị của cấp trên. Họ nói là sẽ xây bệnh viện trên mảnh đất đó. Chúng tôi đã sống ở đó lâu rồi và sau này cũng sẽ ở đó. Nếu vậy thì chỉ còn cách huy động lực lượng cảnh sát. Cá Cơm tức giận nắm cổ áo ông ta bảo tôi biết ông đã làm gì trước giải phóng. Tôi sẽ nói cho mọi người biết những việc làm xấu xa của ông. Tôi sẽ nói cho mọi người biết ông là người từng diệt trừ những người đấu tranh cho độc lập nước nhà. Được rồi, trong vòng 4 ngày hãy đem 200.000 won đến mua quyền sở hữu đất. Cá Cơm đến gặp Du Han hỏi tiền nhưng Du Han không có. Cá Cơm đành đến tìm Hyung Jo để hỏi tiền. Anh ta rên rỉ bảo không có tiền nên Cá Cơm buồn bã đành ra về. Bên này Sang Ha bắt tên ăn mày hỏi ở khu chợ này ai là người ăn cắp nhanh nhất. Hắn khai đó là thằng chân đất ở dưới chân cầu. Thế là ông ta đến lều tìm chân đất. Ông ta đánh chân đất ngã xuống hỏi cặp của tao đâu, nhưng chân đất nhất quyết nói không có lấy. Ông ta định đánh tiếp thì Cá Cơm về bảo dừng tay. Ông là ai mà dám tùy tiện đánh người khác? Không lẽ cậu là người sai nó lấy cặp của tôi sao? Cá Cơm liền bảo chân đất vào lều. Ông hãy đợi ở đây một lát. Cá Cơm cầm theo cục gạch vào trong hỏi mày để cặp ở đâu. Chân đất bảo hiện giờ em không giữ nó rồi, giả vờ la hét. Ra ngoài Cá Cơm xin lỗi vì đàn em đã sai. Nhưng hiện giờ bọn họ không giữ chiếc cặp. Vậy tao cho tụi mày thời gian là 4 ngày. Nếu không tìm được cặp về thì đàn em của mày phải đi chầu Diêm Vương. Còn nếu tìm được chiếc cặp còn nguyên vẹn thì tao sẽ trả công. Trong khi đó Li Jie đã phát hiện trong chiếc cặp có Mai Thúy. Hắn yêu cầu Ngón Chân phải tuyệt đối giữ bí mật vì cái này sẽ giúp tao mày và bọn đàn em sống sung túc. Sau đó Li Jie đem cặp lên xe rời đi. Hà Mã mang tiền tới trả tiền viện phí thì y tá nói có một cô gái đã trả rồi. Cá Cơm đến câu lạc bộ đợi Ngón Chân tới. Ai ngờ hôm nay hắn không đến mà chỉ có thằng Diều tới. Ông Giang liền tới hỏi chuyện Diều rồi dụ hắn vào trong kho rượu cho uống thỏa thích. Khi nhắm hắn đã say, ông Giang dắt Cá Cơm đi vào. Lúc này Chồn cũng vừa đi tới. Ông bảo hai người muốn làm gì thì làm nhưng nhớ đi cửa sau. Cá Cơm mở cửa vào đã thấy Diều xe lả lướt. Anh liền cho Chồn cõng hắn về lều. Lúc này Diều đã tỉnh rượu. Nghe mọi người bàn cách xử lý Diều như thế nào mà hết cả hồn. Hắn liền đứng lên bỏ chạy thì bị dây kéo lại. Chồn và Vẹt bắt hắn tới quỳ trước mặt ông Trùm. Diều run rẩy xin Cá Cơm tha cho mình. Diều cho biết cái cặp đang ở văn phòng của Li Jie. Cá Cơm bảo Diều đêm nay phải có mặt ở văn phòng đó. Khi tụi tao tới nhất định mày phải có mặt để giúp chân đất vào trong lấy cái cặp. Diều đồng ý và trở về trước. Sau đó Cá Cơm bảo mọi người đến đó còn mình sẽ vào trong thăm Quạ. Nhưng khi mở cửa vào thì thấy Quạ đang ngủ bên cạnh Hà Mã. Cá Cơm đi ra nhìn qua phòng bên cạnh. Bởi vì anh biết Jeon Ji đang ở trong đó. Nhưng Cá Cơm chỉ ngồi bên ngoài đợi Jeon Ji mà ngủ lúc nào không hay. Khi Jeon Ji đi ra thì thấy Cá Cơm đang ngủ. Cô ngồi bên cạnh cho anh dựa vào mình. Cá Cơm thức giấc nhìn thấy Jeon Ji đang ngồi cạnh mình. Anh đã không kìm lòng được mà ôm cô rồi hai người dắt nhau ra ngoài. Jeon Ji nhắm mắt chờ Cá Cơm hôn mình nhưng Cá Cơm luống cuống không biết hôn như thế nào. Sau đó anh nói giờ mình có việc phải đi vì có chuyện quan trọng làm Jeon Ji cũng hơi ngượng ngùng. Lúc này mọi người đang ngồi chờ Cá Cơm tới. Cá Cơm tới nơi liền ra lệnh cho Diều vào trong dụ hết bọn chúng ra ngoài. Thế là Diều vào trong nói có người đang đánh nhau bên ngoài.
Khi bọn chúng ra tìm thì không thấy ai hết, Diêu liền dụ bọn chúng chạy đi tìm, tranh thủ rùi cùng chân đất vào trong tìm chiếc cặp cá cơm cùng vẹt đợi bên ngoài. Họ vừa mang cặp ra, anh liền cho mở ra xem thử, nhưng khi mở ra chỉ thấy quần áo và sách vở bên trong. Cá cơm cho mang trả lại chỗ cũ rồi bắt Diều về tra hỏi. Diều khóc lóc van xin vì không biết họ đã giấu ở đâu. Lúc này ông Giang tới mắng cá cơm sao lại hành hạ Diều như thế. Ông dắt Diều qua một bên ngồi tỏ vẻ quan tâm rồi dụ Diều nói, nhưng Diều vẫn nói không hề biết. Tức giận ông đánh cho Diều một trận, đến nỗi cá cơm phải cho người can ngăn. Hôm sau quạ đã được xuất viện, Min Jae đến mời cô cùng Hà Mã ăn cơm. Khi ăn xong hai người ra về thì va phải Li Jae khiến chiếc cặp trên tay hắn bị rơi. Hà Mã định nhặt lên nhưng hắn không cho. Thế nhưng ngón chân đi cùng Li Jae cứ chăm chăm nhìn họ. Còn ở lều, Diều bị treo ngược lên đến nỗi bất tỉnh. Khi cá cơm tạt nước vào mặt, Diều mới giật mình tỉnh dậy. Anh ta khóc lóc nói, tôi không biết gì cả. Li Jae và ngón chân làm gì sao tôi biết được. Nghe nhắc đến tên Li Jae, Hà Mã liền nói anh mới gặp hắn và ngón chân ở nhà hàng Trung Quốc. Hà Mã còn khiến Li Jae làm rơi chiếc cặp. Nghe vậy, Diều quỳ xuống khóc lóc hứa sẽ tìm cái cặp về cho bang chủ. Sau đó cá cơm cùng vẹt đến bàn với ông Giang. Cá cơm nhờ ông Giang dụ Li Jae đến câu lạc bộ, như vậy anh sẽ có cách đánh cháo chiếc cặp. Sau đó cá cơm ra lệnh cho vẹt đi gặp mọi người rồi tìm một chiếc túi y hệt như chiếc túi đó. Hôm sau bốn người ra chợ tìm chiếc túi y như của Li Jae. Khi bốn người đang ngồi thì thấy có người đàn ông xách chiếc túi y vậy. Thế là mọi người ai cũng nhìn chân đất. Sao lại nhìn tôi như vậy, tay tôi run lên rồi này. Bên này cá cơm đến gặp Sang Ha. Tôi tò mò muốn biết mọi chuyện tới đâu rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng trong đó có gì mà nghiêm trọng vậy? Trước khi bọn chúng tới đây tôi phải giữ lấy mạng của mình, bởi vì trong đó có rất nhiều thuốc nhiều đến nỗi không thể tưởng tượng được. Thông qua thương nhân Trung Quốc, cá cơm biết Nhật Bản sẽ làm chuyện này. Ngay khi nhận được hàng, bọn chúng sẽ kéo quân tới Seoul. Nhưng nếu ngày mai không có chúng tôi sẽ phải đi chầu Diêm Vương. Cá cơm ra về thì gặp Sun Jam chạy tới. Anh ta cảm ơn cá cơm vì đã cứu mình. Sau đó Sun Jam cầu xin cá cơm hãy buông tha cho Jeon Ji bởi vì anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô. Anh Sun Jam ạ, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rời xa người con gái tôi yêu. Tôi nhất định sẽ trở thành một người chồng tốt. Nói đoạn cá cơm quay người bỏ đi. Quay về câu lạc bộ, cá cơm hỏi mọi người về tình hình của chiếc túi. Ông Giang liền nói cho anh nghe kế hoạch đánh cháo chiếc túi đó. Chân đất và rồi chịu trách nhiệm ngắt cầu dao để đèn tắt. Lúc này có người chạy vào báo tin Nhị Kiến đã tới. Ông Giang liền ra ngoài đón tiếp mọi người. Ông cũng báo cho mọi người biết tin Li Jae lấy được chiếc túi của Sang Ha nhưng lại giấu không cho ai biết. Nhị Kiến tức giận chất vấn Li Jae, tại sao mày cũng được cái túi mà không chia với bọn tao? Du Han, Hỏa Long, Si Ho và cả tao sẽ không để yên cho mày đâu. Li Jae cười bảo ngón chân đem chiếc túi của Sang Ha đến. Tôi đâu có định ăn mảnh như vậy, chỉ là tôi đang chờ sau khi giao dịch sẽ chia với anh. Bây giờ tôi sẽ đem chiếc túi đến giải thích với mọi người. Khi họ vừa dừng xe bên ngoài câu lạc bộ, bên trong mọi người nháo nhào sắp xếp vị trí. Khi Li Jae cùng mọi người đi vào, Hà Mã ra hiệu cho rồi báo chân đất tắt cầu dao, nhưng chân đất run rẩy mãi không tắt được, tức quá rồi chạy tới túm tóc tạt tai tát tới tấp chân đất. Bên ngoài cô nhân viên giả vờ va trúng Li Jae, Diêu cũng đứng trong nhóm ngón chân quan sát. Lần đầu thất bại, cá cơm tức giận xông vào trong đánh chân đất và rồi hỏi tại sao hai đứa không tắt đèn. Tại thằng rồi cứ túm đầu em, bây giờ tao đi ra đó rồi sẽ quay lại. Lần này hai tụi mày làm hỏng chuyện nữa thì cả hai cứ liệu thần hồn với tao. Nhớ khi Hà Mã ra ám hiệu thì phải kéo cái cần xuống. Tao tin tụi mày một lần cuối cùng. Bên trong phòng, Li Jae lấy ra một bánh mai thúy. Thứ này có thể đổi ra một số tiền rất lớn. Sau khi giao dịch xong chúng ta sẽ cùng chia đều. Sau khi thỏa thuận xong xuôi, họ dắt nhau ra ngoài. Cá cơm liền ra hiệu cho mọi người hành động. Hà Mã chạy vào ra hiệu cho rùi và chân đất sập cầu dao. Không gian trong quán bỗng chốc tối mù tối mịt. Khi mọi người đang la hét om sòm thì đèn đã sáng trở lại. Một cô nhân viên cố tình va phải Li Jae khiến chiếc túi rơi xuống đất trong lúc mất điện. Khi điện bật sáng, cô liền cúi đầu xin lỗi hắn. Li Jae không mảy may nghi ngờ, cứ thế nhặt túi lên. Sau đó bọn họ cùng nhau ra xe đến địa điểm giao dịch. Lúc này Châu Chấu, người đã đánh cháo được chiếc túi, cầm nó đưa lên cao. Lúc này cá cơm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Rồi vào chân đất nhận được tin cũng ôm nhau nhảy nhót ăn mừng. Li Jae đem túi đến điểm giao dịch với người Trung Quốc, một bên mở hàng và một bên mở tiền. Nhưng khi ngón chân đưa hàng ra, bên trong lại là một khúc gỗ. Người Trung Quốc tỏ ra vô cùng tức giận hỏi, các anh định lừa tôi à? Li Jae hỏi ngón chân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc ở câu lạc bộ rõ ràng nó vẫn còn mà. Người Trung Quốc lặng im không nói gì cho người rút lui. Li Jae bỗng chĩa súng về phía họ yêu cầu họ bỏ cái túi xuống. Hai bên liền đánh nhau loạn xạ. Tại câu lạc bộ, cá cơm đã trả lại hàng cho Sang Ha. Như đã hứa, tôi sẽ cho anh số tiền đủ để mua một căn nhà. Cá cơm cúi đầu cảm ơn Sang Ha. Ông ta vừa đi khỏi, cá cơm liền đưa ông Giang một sấp tiền rồi cho cả đám ôm tiền về. Ra bên ngoài, cá cơm nói anh có việc cần phải xử lý. Mọi người hãy đem tiền về chôn phía sau trại. Li Jae vừa về tới văn phòng, ngón chân đã báo tin người ở khu Mejong đã đứng canh khắp nơi. Li Jae liền cho người quay xe về chỗ ngón chân trốn. Bên này cá cơm đã đến nhà tìm Jeon Ji. Trong lúc đợi cô nấu cho cái gì đó để ăn, cá cơm nhìn thấy cây bút mà trước đây anh đã lấy lại cho cô. Sau đó cá cơm ngồi ăn ngấu nghiến thức ăn Jeon Ji nấu. Thấy anh ăn ngon như vậy, Jeon Ji rất vui. Ăn xong cô lại giúp anh gội đầu. Khi xà phòng dính vào mắt, Jeon Ji vội lấy khăn lau cho anh. Cá cơm bỗng nắm chặt tay Jeon Ji. Lần này anh đã mạnh dạn hôn cô. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Li Jie bảo ngón chân gọi mọi người vào bàn cách xử lý bọn hỏa long và nhị kiến. Sau đó Li Jie lần lượt xử lý từng người một. Sáng hôm sau khi thức dậy, cá cơm giật mình khi thấy người trần như nhộng. Jeon Ji vào đưa quần áo cho anh mặc rồi vừa cười vừa đi ra ngoài. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, cá cơm vui vẻ về nhà. Quạ vừa nhìn thấy cá cơm liền hỏi tối qua anh đã đi đâu, làm gì, ngủ với ai. Nói đoạn quạ tức giận bỏ vào trong. Sau đó mọi người đem bao tiền ra cho cá cơm. Sau khi lấy một xấp tiền, cá cơm bảo mọi người lại đem tiền đi chôn ở chỗ cũ. Nói đoạn anh quay người bỏ đi. Cá cơm vừa đi khỏi, mọi người lại tranh nhau mang tiền đi chôn. Tới sở cảnh sát, cá cơm vô tình đụng trúng Li Jie. Cá cơm thản nhiên vào phòng tên thanh tra thành phố. Anh đưa hắn một bộ hồ sơ mua bán nhà đất. Sau khi đọc xong, hắn bảo cá cơm và đồng bọn tiếp tục được sống ở căn lều mà không phải chuyển đi đâu. Xong việc, cá cơm tới tìm Ambe. Mày vẫn còn nợ những người ăn mày ở Đại Hàn Dân Quốc nhiều lắm. Nói rồi cá cơm tặng cho Ambe một cái tát trời giáng. Bên này Du Han đã nhận được tin Li Jie cho đàn em lên Seoul quậy đục nước. Du Han tức giận cho tập hợp đầu gấu đầu mèo ở quận Sangjin và những vùng lân cận. Du Han vừa tới văn phòng của Li Jie, hắn đã giới thiệu Ambe trưởng phòng thanh tra thành phố cùng cảnh sát Han Jumin. Du Han đành nhịn nhục hắn mà ngồi xuống. Lúc này Du Han thấy Hyung Jo niềm nở mang chậu cây vào chúc mừng Li Jie. Du Han chỉ biết đưa ánh mắt bất mãn nhìn Hyung Jo. Trong khi đó những người ăn mày ở lều đang đào hố chôn tiền. Lần đầu tiên thấy số tiền lớn như vậy, ai cũng muốn nhìn mãi thôi. Rồi đưa ra ý kiến mỗi người lấy một tờ tiền. Làm như vậy thì bang chủ sẽ không phát hiện. Dưới sự thuyết phục của mọi người, vẹt đã siêu lòng. Bên này cá cơm tới tìm ông Giang tâm sự anh muốn cưới Jeon Ji làm vợ. Thế nhưng ông Giang lại khuyên cá cơm nên suy nghĩ lại. Dù sao Jeon Ji cũng là một diễn viên. Nếu Jeon Ji lấy một thằng ăn mày như cậu thì ai chịu xem phim cô ấy đóng nữa. Trong khi đó Trồn bắt đầu đi hẹn hò nhăng nhít. Quạ sắm cho mình một bộ váy và một đôi giày mới. Hà Mã cũng mua được cho bản thân một chiếc mũ. Còn Rùi và Chân Đất thì đến nhà hàng ăn một bữa ngon lành. Hai người ăn no đến mức không thể ăn nổi nữa nhưng thức ăn vẫn còn rất nhiều. Rùi liền đưa ra ý kiến để cả hai cùng uống rượu. Nghe cũng khoái khoái, Chân Đất liền đồng ý. Sau khi ăn uống no say, hai người ra về trong tình trạng say ngoác cần câu. Lúc này Vẹt đang nằm trên đống tiền khoái chí lăn qua lăn lại cho đã. Quạ và Hà Mã còn đi mua vé xem phim với nhau. Đúng lúc này Hyung Do nhìn thấy. Anh liền gọi Du Han hỏi cá cơm có mối làm ăn lớn hay sao mà bọn ăn mày có nhiều tiền lắm. Du Han nói không biết rồi khó chịu tắt máy. Hyung Do bỗng thắc mắc về vụ cướp tiền. Tại lều Vẹt vừa gom tiền vào túi thì cá cơm về hỏi tụi nó đâu hết rồi. Dứt lời anh nghe thấy tiếng Chân Đất và Rùi về. Hai người bảo họ đã mua rất nhiều đồ ăn ngon. Cá cơm thắc mắc hai người lấy đâu ra tiền. Đúng lúc này Hà Mã và Quạ cũng vừa về tới. Cá cơm thắc mắc bọn họ lấy đâu ra tiền để mua những thứ này. Chuyện này là như thế nào? Tụi mày mau vào lều tập hợp cho tao. Sau đó mọi người xếp hàng để cá cơm đánh một trận. Tao đã bảo đem tiền chôn mà sao không chịu nghe. Cả đám bắt đầu người này đổ lỗi cho người kia. Cá cơm cho mọi người đứng dậy rồi hỏi từ khi nào lời nói của tao đã không còn giá trị. Mọi người không hiểu vì sao có tiền không xài mà lại đi chôn. Đây là lần đầu tiên chúng ta có một số tiền lớn như vậy. Số tiền đó chúng ta có thể mua nhà mua đất chứ không phải chỉ biết tiêu xài. Phải biết cất giữ để có thể chi tiêu trong nhiều năm. Tụi mày có hiểu không? Sau đó cá cơm bảo Vẹt mang tiền đi chôn. Sau khi xử lý xong chuyện ở lều, cá cơm đến gặp Hyung Do và Du Han đưa cho hai người mỗi người một cọc tiền. Mặc dù tụi bay giúp đỡ tao nhiều nhưng tao chỉ trả được chừng này thôi. Thế nhưng Du Han không nhận. Anh bảo cá cơm hãy giữ lấy lo cho mấy đứa nhóc. Cá cơm nói tao đã lấy cái túi bí ẩn đó. Tao định xây một ngôi nhà. Bên này đám tay sai của Ngón Chân cũng về báo cho hắn biết tin Rùi và Chân Đất bỗng dưng có rất nhiều tiền. Thấy Li Jie tới, Ngón Chân liền nói ra thắc mắc trong lòng. Ngón Chân nghi ngờ cá cơm đã lấy cái túi đó. Chúng có tiền mua sắm và ăn nhậu. Chúng còn chia cho bọn ăn mày khác mỗi đứa 500 won. Nghe đến đây Li Jie liền ra lệnh cho Ngón Chân đi bắt Chân Đất người đầu tiên lấy cái túi đó. Đám tay sai của Li Jie lập tức hành động. Diều ngăn mọi người lại nói để anh ra trận một mình. Đến nơi Diều núp trong nhà gỗ tò mò không biết họ đã đi đâu hết. Lúc sau mọi người vác cây về nói chuyện rôm rả. Cá cơm sai Chân Đất ra chợ mua một cái búa. Nghe vậy Diều liền chạy theo Chân Đất ra chợ. Hắn giả vờ vô tình gặp Chân Đất rồi dụ cậu đi theo hắn về bản doanh. Còn Li Jie đến gặp Hyung Do hỏi về chuyện cá cơm. Hyung Do cho biết ngày xưa bọn họ rất thân nhưng giờ mỗi người đi mỗi hướng khác nhau. Nếu anh muốn biết tôi sẽ tìm hiểu cho anh. Trong khi đó mọi người ở lều đang rôm rả chuẩn bị xây nhà. Cá cơm thắc mắc vì sao Chân Đất giờ này vẫn chưa về. Đúng lúc này Hyung Do bỗng từ đâu xuất hiện. Hắn nói bọn Li Jie đã nghi ngờ tụi mày rồi. Sau đó Hyung Do đề nghị cá cơm đưa tiền cho mình giữ. Lúc này Diều đứng trên cầu nói Chân Đất đã bị bắt. Nghe vậy cá cơm liền chạy đi cứu đàn em. Anh nhất định sẽ xử lý êm xuôi vụ này. Sau khi bị bắt về lều của Ngón Chân, Chân Đất chạy loạn xạ khắp nơi. Chân Đất đu lên cửa sổ mếu máo bảo Diều sao mày lại đối xử với tao như vậy. Mày đúng là đồ xấu xa. Mày chỉ cần nói ra tiền giấu ở đâu thì tụi tao sẽ thả mày. Ngón Chân vừa về tới đã đánh Diều rồi ném một cây gậy khiến Chân Đất ngã xuống đất. Hắn bắt đầu đánh để Chân Đất khai ra chỗ giấu tiền. Chân Đất run rẩy nói một lèo khiến Ngón Chân nghe không hiểu gì hết. Hắn nghĩ thì ra nó giấu không cho ai biết rồi bỏ đi. Khi Ngón Chân đến văn phòng thì thấy tụi ăn mày. Hắn đi tới hỏi tụi mày đến đây làm gì. Hà Mã bảo tụi tao đứng đợi bang chủ. Bên trong cá cơm yêu cầu Li Jie thả Chân Đất. Tao nghe nói mày đã cháo chiếc túi. Đúng nhưng tụi tao không làm gì sai cả. Dù sao thì nó cũng trở về với chủ của nó.
mày giao tiền ra tao sẽ thả thằng đàn em của mày. Như thế không sòng phẳng vì tiền là của tao. Sang-ha đã đưa cho tao. Mày chỉ mang nó đi trong chốc lát mà thôi. Lúc này ngón chân xông vào đòi xử lý cá cơm nhưng Lee Jae không cho. Hắn đứng lên nhìn cá cơm đe dọa. Chẳng mảy may lo sợ cá cơm bảo nếu mày thắng tao thì tao sẽ đưa hết tiền cho mày. Còn nếu tao thắng thì mày không nên truy cứu chuyện này nữa. Lee Jae đồng ý hẹn 1 giờ sau gặp lại. Đến giờ hẹn hai bên gặp nhau. Lee Jae ra lệnh cho đàn em thả chân đất. Hai người bắt đầu đánh nhau để phân thắng bại. Vừa xông vào Lee Jae đã bị cá cơm cho ăn một cái tát trời giáng. Lee Jae vừa đứng lên cá cơm đã đánh hắn ngã sóng xoài. Lee Jae tức giận chạy tới đánh cá cơm xê sẩm mặt mày. Thế nhưng cá cơm vẫn vùng dậy đấu tiếp. Hai bên giáp lá cả cá cơm lại bị Lee Jae đánh ngã chồng vó lên trời. Tuy rất đau nhưng cá cơm vẫn cố gắng đứng lên chiến đấu tiếp. Lần này cá cơm bay lên đá một phát khiến cả hai đều ngã. Cá cơm đứng lên ngay lập tức nhưng Lee Jae lại không đứng lên nổi. Ngón chân tức giận rút kiếm ra đòi đấu với cá cơm nhưng Lee Jae không cho. Thế là ngón chân bực bội bỏ đi. Cá cơm bước tới đưa tay ra đỡ nhưng Lee Jae không thèm. Kết thúc cuộc chiến, phe ăn mày hớn hở ra về. Cá cơm bảo vẹt về lều đào tiền lên đem đến văn phòng Hyung Jo. Mày nói đúng, tao giữ tiền này chỉ khiến bọn chúng xấu tính hơn mà thôi. Thế nên tao đưa mày giữ hộ đấy. Tao sẽ chịu trách nhiệm về số tiền này với mày. Mày có thể giúp tao kiếm người xây dựng được không? Được rồi, tao sẽ xây dựng cho mày một căn nhà 2 tầng. Bên ngoài mọi người bàn nhau về việc nếu bang chủ có vợ thì chúng ta sẽ như thế nào. Bên này cá cơm đang ngồi cùng Jeonji. Cô đề nghị kết hôn cùng anh nhưng anh còn phải lo cho bọn trẻ trong khu ổ chuột. Anh muốn làm gì tùy ý, anh em sẽ không ngăn cản. Sau đó cả hai quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn vào ngày 25 này tại câu lạc bộ. Cuối cùng cũng đến ngày đính hôn của hai người. Hyung Jo đứng lên phát biểu trước mặt bạn bè thân thiết của họ nhưng yêu cầu mọi người hãy giữ kín việc này. Ông Giang tức giận lên sân khấu đuổi Hyung Jo xuống để ông phát biểu. Trong khi đó Quạ ngồi bên trong khóc nức nở. Khi Hà Mã bước tới hỏi thăm, Quạ liền nhờ anh mang ôm chùm tới đây. Nhưng Hà Mã không thể làm theo những gì cô nhờ được. Nghe vậy Quạ dùng rằng bỏ đi. Tại buổi đính hôn, ông Giang đề nghị bà Park giám đốc quán bar lên tặng quà cho hai người. Bà Park liền trao cho hai người 2 chiếc nhẫn bảo họ hãy đeo cho nhau. Cá cơm không biết tự đeo vào tay mình. Jeonji thấy vậy liền đưa tay ra chỉ anh cách đeo nhẫn cho cô. Sau đó cô lại đeo vào tay cho anh. Mọi người bên dưới cùng vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Tiếp theo là màn trình diễn ca hát của nhóm ăn mày. Mọi người đang hát hò vui vẻ thì ngón chân và diều đem hoa đến. Chắc cô phải can đảm lắm thì mới dám lấy cá cơm một thằng ăn mày đầu đường xó chợ, một thằng không có gốc gác. Nghe vậy đàn em của cá cơm liền xông tới đuổi hắn ra. Cá cơm cũng tức giận đứng lên định cho hắn một trận nhưng Jeonji ngăn lại. Bỗng Kim Pa chạy vào nói có tin xấu cho mọi người đây. Chiến tranh nổ ra rồi, mọi người hãy đi lánh nạn nhanh. Hiện tại tình hình ở phía Bắc đang thiếu quân lực nghiêm trọng. Cho dù tất cả thanh niên đi nhập ngũ cũng không đủ. Nếu vậy tôi cũng sẽ đi nhập ngũ. Chuyện này tôi sẽ quay về đồn tìm hiểu xem sao rồi báo tin cho anh. Kim Pa định đi thì nghe tiếng mẹ gọi. Anh quay lại bảo mẹ đừng lo lắng cho con mà hãy nghe lời con đi tới nơi an toàn lánh nạn. Ra ngoài cá cơm nhờ Kim Pa giúp mình đưa Jeonji về. Jeonji thắc mắc cá cơm không thể đi lánh nạn cùng cô được sao? Anh phải ở lại nơi này. Em hãy về nhà thu dọn đồ đạc đi. Nghe vậy Jeonji cũng đành lên xe về cùng mọi người. Cá cơm chỉ biết đứng nhìn theo người vợ mới đính hôn chưa được bao lâu đã phải chia lìa. Sau đó nhóm ăn mày cùng đi với nhau. Cá cơm yêu cầu Châu Chấu ở lại quán bar chờ tin tức rồi cả bọn chạy về lều. Trong khi đó Hyung Jo về văn phòng vội ôm tiền chạy đi. Về đến lều, vẹt hỏi cá cơm có muốn đi nhập ngũ thật không. Vẹt à, trong lúc tao đi nhập ngũ mày ở nhà chăm lo cho chúng nó tốt nhé. Nhưng mọi người ai cũng muốn cùng đi nhập ngũ với cá cơm. Vẹt bảo nếu cá cơm đi thì tao sẽ cùng đi, còn tụi mày không được đi theo. Thế là cả bọn lại cãi nhau om sòm. Cuối cùng cá cơm quyết định tất cả sẽ cùng đi. Bỗng Du Han chạy tới gọi mọi người nhanh đến ga. Chậm trễ là không còn tàu để đi lánh nạn đâu. Chúng tôi sẽ ở lại đây để nhập ngũ. Nếu cầu sông Hàn bị cắt thì các cậu chỉ còn nước đi chầu Diêm Vương mà thôi. Lúc này cá cơm bảo mọi người hãy ở lại đây chờ tin tức của Kim Pa, tôi sẽ quay lại ngay. Trong khi đó Jeonji đang thu xếp quần áo. Hi Chin chạy vào hối Jeonji hãy đi ngay bây giờ vì Du Han nói đã hẹn gặp Chun Sam ở tàu rồi. Nghe vậy Jeonji mới chịu đi. Còn cá cơm gọi cho cô mà không thấy ai trả lời. Anh vừa đi ra thì gặp Kim Pa và Vẹt chạy tới bảo phải lên xe đi đến chỗ mộ quân. Thế là mọi người cùng nhau lên xe chạy đi. Bỗng cá cơm phát hiện không thấy Quạ đâu. Lúc này Quạ đang thất tình đi lang thang thì thấy mọi người dọn đồ đi hết. Cô hốt hoảng chạy về lều thì lại không thấy ai. Jeonji ngồi trên xe mà cứ nhìn ra bên ngoài tìm kiếm Chun Sam. Cuối cùng chiến tranh nổ ra, bom đạn rội xuống khắp nơi. Hai bên bắn nhau kịch liệt, còn đội cá cơm nằm ngủ ngon lành. Vẹt và Hà Mã núp ở một bên quan sát. Khi thấy tình hình nguy kịch liền gọi cá cơm dậy. Cá cơm phân công việc cho từng người chuẩn bị chiến đấu. Thấy nhóm ăn mày xả súng và lựu đạn tới tấp, quân địch đành rút lui. Trong giờ nghỉ ngơi, nhóm ăn mày đang nói chuyện với nhau thì bom rội xuống. Cá cơm ra lệnh cho mọi người chạy xuống cầu núp. Lúc này thiếu úy Park chạy tới nhờ cá cơm nghĩ cách diệt xe tăng. Hiện giờ đạn dược không còn nhiều, chi viện thì chưa tới, chúng tôi sẽ ở đằng sau yểm trợ. Thế là cá cơm bảo họ gom hết đạn dược lại. Nhóm ăn mày băng qua sông còn ở trên, thiếu úy Park bắn hỗ trợ họ. Vừa qua được bên sông, cá cơm phân công Hà Mã, Châu Chấu, Chồn và Rùi đi theo sau. Khi cả nhóm tiến gần đến xe tăng, cá cơm chỉ huy Vẹt và Châu Chấu cùng chạy theo mình tiến tới xe tăng. Đằng sau chân đất, Rùi, Hà Mã bắn yểm trợ.
Cá cơm ném lựu đạn vào xe tăng làm nó nổ tan tành. Thiếu úy Park cảm thấy rất hài lòng với nhóm ăn mày. Sau đó cá cơm gọi mọi người về trại ăn cơm. Nghe thấy được ăn cơm ai cũng mừng, về đến trại ai cũng mệt lả sau một trận đánh. Lúc này Ruồi báo cho cá cơm biết tin mình đã mất mũ. Cá cơm ra lệnh cho Chân Đất tìm cho Ruồi cái mũ. Thấy Chân Đất than phiền, Ruồi liền ném cho cái bánh. Thế là Chân Đất đồng ý ngay. Lúc này có một binh sĩ đang đi vệ sinh. Chân Đất nhanh chân lẹ tay tới cướp chiếc mũ rồi chạy đi. Ruồi liền báo cáo lại chuyện này với thiếu úy Park. Bên này nhóm ăn mày cũng ngồi nghe rồi cười khoái chí. Bỗng có xe chỉ huy chạy tới. Cả nhóm ăn mày đều ngạc nhiên khi thấy tên Ambe ở trong quân đội. Vào trong lều họp, tên Ambe yêu cầu tiểu đoàn kết hợp với quân đội Seoul tấn công căn cứ 486. Bây giờ ở đây đang có đội ăn mày phải không? Hãy ra lệnh cho bọn họ đi công kích căn cứ 486. Mặc dù thiếu úy Park bảo họ vừa mới trải qua chiến trận ác liệt nên binh lính đều đã mệt và đề nghị cho đội khác đi, nhưng hắn không quan tâm bắt đội ăn mày phải đi. Thiếu úy Park đành đến ra lệnh cho đội ăn mày phải đi phục kích trong đêm. Cá cơm tỏ ra rất khó chịu với mệnh lệnh này. Tên Ambe đi tới bảo hải quân địch đang tiến vào căn cứ 486, cho nên chúng ta cần phục kích trong đêm để tấn công bọn chúng. Nếu như ngươi muốn kháng lệnh thì xử theo quân luật. Thế là đội cá cơm lại phải cầm súng lên đường theo nhiệm vụ. Ryu ở lại vẫy tay tạm biệt mọi người. Trong khi đó, Kim Pa chở Jeonji đến quân đội hỏi thăm tin tức về cá cơm. Thiếu úy Park bảo họ đã đến căn cứ 486 phục kích. Kim Pa thắc mắc vì đó là chỗ đóng quân của quân đội nhân dân. Chỉ là đi phục kích thôi, sáng mai họ sẽ về. Kim Pa đến nói cho Jeonji biết tin. Thiếu úy Park dắt cô vào xem chỗ nghỉ của cá cơm. Nhìn thấy chiếc mũ rách anh để quên, cô tới cầm lên mà đau lòng. Sau đó cô ra về cùng Kim Pa và hẹn sáng mai sẽ trở lại. Khi trời đã tờ mờ sáng, đội ăn mày vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Cá cơm ra bờ suối rửa mặt thì nghe có tiếng động. Cá cơm liền cầm súng chạy tới hỏi ai đó. Là tôi đây, chúng ta phải công kích căn cứ ngay bây giờ. Cá cơm nghĩ Ambe đang muốn đẩy anh vào cửa tử. Tại lều, tên Ambe ra lệnh cho binh lính gọi thiếu úy Park công kích. Anh ta chạy tới nói với cá cơm, tôi sẽ yểm trợ cậu. Cá cơm cho Ruồi vào Chân Đất tấn công bên phải. Vẹt và Chồn đến gần tới chỗ tấn công. Còn Châu Chấu và Hà Mã theo tao, nhớ mang theo lựu đạn. Mỗi người một nhiệm vụ, đội ăn mày bắt đầu tiến lên áp sát căn cứ. Hai bên bắn súng ác liệt, tình hình vô cùng căng thẳng. Lúc này Hà Mã đang mang lựu đạn chạy tới cho đội. Ở xa, Diều và thiếu úy Park cũng bắt đầu cho quân tiến lên. Trong lúc nguy cấp, cá cơm gom hết lựu đạn lại một chùm. Vẹt hỏi anh định làm gì vậy? Chúng ta phải tấn công thẳng vào đó. Cá cơm đứng lên hôn chiếc nhẫn như lời tạm biệt rồi ném chùm lựu đạn về phía quân địch. Đằng sau, binh lính bắt đầu tiến lên, cuối cùng cũng đã công kích thắng lợi. Thiếu úy Park gọi về báo tình hình cho tên Ambe biết. Cá cơm thì đang bị thương ở tay. Lúc này thiếu úy Park bảo chỉ huy ra lệnh rút lui ngay lập tức, nhưng đội cá cơm vẫn phải ở lại đây phục kích. Thiếu úy Park bảo Diều để lại bộ đàm rồi rút lui. Đội cá cơm đi theo đường hầm tìm chỗ nghỉ ngơi. Chân Đất và Diều tìm được hũ thức ăn đem về cho mọi người cùng ăn, trong đó còn có một thanh kẹo cao su. Mọi người túng tụng lại nhìn nghĩ, hóa ra bọn lính Mỹ ăn thứ kẹo này mà sống. Sau đó cả đám dành nhau ăn thử để xem vị như thế nào. Cá cơm ăn thử thanh kẹo rồi nhè ra và khen kẹo rất ngon. Người được nếm thử tiếp theo là Vẹt. Lần lượt mọi người ai cũng được nhai thử một miếng. Ai cũng ngạc nhiên vì chỉ có một chiếc kẹo thôi mà nhai hoài không hết. Đến lượt Ruồi chưa kịp thử thì Chân Đất đã cướp lấy cho vào miệng rồi nuốt mất tiêu. Mọi người đè Chân Đất ra đánh tơi bời hoa lá. Ruồi ở bên cạnh khóc lóc than trời oán đất vì cậu vẫn chưa được thử. Chân Đất khoái chí nghĩ từ giờ bố mày không cần ăn cơm cũng được. Vì Chân Đất tham ăn tham uống thế là bị mọi người đuổi đi. Chân Đất bò đến bên cá cơm nói với ông trùm, bọn nó đánh em kìa. Vậy đừng vào đó, cứ ở đây chơi đi. Sau đó cá cơm ngồi cầm chiếc nhẫn lên ngắm. Jeonji nhờ Kim Pa gọi bộ đàm để cô được nói chuyện với cá cơm. Đội ăn mày đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng bộ đàm. Ruồi tới nghe thì thấy người gọi tới là Kim Pa. Ruồi liền báo cho cá cơm biết tin. Nghe tin, cá cơm liền chạy tới. Kim Pa bảo anh hãy nói chuyện với Jeonji. Cô nói em đã tới tìm anh nhưng họ nói anh đã đi rồi. Sao em tới đây làm gì, ở đây rất nguy hiểm. Em hãy bảo Kim Pa đưa em về đi. Bởi vì em rất nhớ anh. Em yêu anh nên anh không được ngỏm củ tỏi đâu. Chúng ta nhất định phải sống để gặp lại nhau em nhé. Kết thúc cuộc gọi, cá cơm buồn bã cầm chiếc nhẫn nhìn về xa xăm, còn Jeonji theo Kim Pa lên xe rời đi. Chân Đất thấy ông trùm buồn nên nhả kẹo cao su ra đưa bảo em đã sai rồi. Cá cơm nhìn cười nói mày cứ ăn đi. Bỗng lúc này cá cơm phát hiện bên dưới lính đến rất nhiều. Cá cơm nghĩ Ambe đã lừa họ rồi ra lệnh rút lui nhanh. Trong khi đó ở lều, Ambe đã cho toàn bộ binh lính rút quân. Thiếu úy Park bảo tôi đã hứa với họ sẽ cho quân chi viện tới. Ở đây không có lời hứa nào cả, chỉ có mệnh lệnh mà thôi. Sau đó Ambe cầm súng ra bắt thiếu úy Park phải rút lui. Đúng lúc cá cơm chạy về tới nơi hỏi thiếu úy Park đang làm gì vậy. Ambe bảo các anh được lệnh ở lại trấn giữ căn cứ, sao lại tự ý quay lại. Cá cơm hỏi tại sao cho rút quân đi mà chỉ để chúng tôi ở lại. Đây là mệnh lệnh, cậu phải nghe theo. Cá cơm tức giận đến chặn đầu xe lại. Tên Ambe rút súng bước xuống xe. Cá cơm vạch áo ra nói tim của tao nằm đây này, mày bắn đi. Khi hắn vừa chĩa súng tới cá cơm thì binh sĩ ăn mày cũng chĩa súng về phía hắn. Bỗng lúc này có nhiều tiếng nổ vang lên. Ambe vội lên xe chạy đi, đội ăn mày cũng chạy tán loạn. Hai bên bắn nhau kịch liệt, Chồn bị thương nằm la hét. Cá cơm ra lệnh rút lui lên núi nhưng địch đến rất đông. Mọi người vừa chạy vừa bắn nhau với địch. Lúc này Diều cũng đang lồm cồm bỏ chạy.
Bên này mọi người cùng nhau dìu chồn chạy lên núi nhưng đã thất lạc cá cơm. Ruồi ở đây cũng đang la hét gọi tên cá cơm. Trong khi đó cá cơm một mình dụ địch chạy vào rừng. Ai ngờ khi hai bên giáp mặt nhau súng cá cơm lại không còn đạn. Bỗng tên địch nhận ra người trước mặt là cá cơm. Ông trùm tôi là Jong Tae đây. Ruồi nhảy xuống hố núp ai ngờ rìu cũng nằm ở đây. Nhưng cuối cùng cả hai cũng bị địch phát hiện. Nhóm của vẻ dắt nhau đi dọc bờ suối, chân đất cứ thắc mắc vì sao không thấy ruồi và cá cơm đâu. Lúc này cá cơm đang ngồi nói chuyện với Jong Tae. Cậu ta khuyên cá cơm nên gia nhập quân đội nhân dân. Bởi ở Nam Triều Tiên người ta kiếm được tiền thì tiêu xài hết, còn Bắc Triều Tiên thì khác. Người ta kiếm được tiền thì sẽ đóng góp phần nhiều cho quốc gia. Thế giới này dù có thay đổi thì ăn mày cũng không trở nên giàu có được đâu. Bỗng dưng có một tên địch tới giơ súng định bắn cá cơm thì bị Jong Tae bắn hạ. Jong Tae lo sợ không biết phải làm sao. Cá cơm bảo Jong Tae hãy tin mình. Tôi không phải ai khác mà là ông trùm đó, mau đi thôi. Bên này mọi người đang xem vết thương của trồn. Vệ cầm cây dao lên bảo mọi người hãy giữ trồn lại để anh lấy viên đạn ra. Bên này rồi hỏi rìu sao mày lại ở đây. Trong lúc giúp quân tao mệt quá nên nằm nghỉ một chút thì bị bỏ lại. Sau này chiến tranh kết thúc tao sẽ làm lại từ đầu, sống một cuộc sống đàng hoàng. Nhóm của vẹt đang băng bó vết thương cho trồn thì thấy ông trùm đang đi cùng địch tới. Mọi người vội núp quan sát. Vẹt đứng từ xa tưởng ông trùm bị địch bắt nên ngắm bắn hai phát vào Jong Tae. Cả bọn mừng rỡ chạy ra đoàn tụ với ông trùm. Nhưng ai ngờ khi chạy tới thì phát hiện đó là Jong Tae chứ không phải địch. Mọi người đau khổ khuỵu xuống bên Jong Tae. Cá cơm đau đớn chỉ biết cầm súng bắn lên trên không. Sau khi chôn cất Jong Tae, cá cơm bảo tôi xin lỗi Jong Tae, hãy tha thứ cho tôi rồi ra lệnh mọi người đi thôi. Nhưng vẹt nhất quyết không chịu đi. Thằng Jong Tae là một đứa nhát gan, tôi phải ở lại đây cùng nó. Cá cơm tức giận đánh cho vẹt mấy phát, mày tỉnh lại đi, đó không phải là lỗi của mày. Nói rồi hai người ôm nhau khóc ngất, mọi người nhìn ai cũng đau lòng. Cuối cùng mọi người lặng lẽ dắt nhau lên đường trong nỗi khổ tột cùng. Cuộc chiến tranh vô nghĩa để lại nỗi mất mát không thể nào bù đắp được. Trong đêm tối vẹt nhìn lên trời tự hỏi tại sao họ lại gây ra chiến tranh làm gì. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cầm súng như vậy. Tất cả chúng ta cùng là người một nhà, cùng nói tiếng Triều Tiên. Không phải bọn Tây cũng không phải bọn Nhật mà là người cùng tổ tiên với chúng ta. Đều là anh em một nhà mà sao lại gây chiến tranh như thế này. Bây giờ chúng ta hãy tìm ruồi rồi quay về nhà. Hôm sau mọi người cùng nhau lên đường thì phát hiện binh lính của Kim Pa cũng đang hành quân nên đi cùng. Không phải các anh đã rút quân rồi sao? Chúng tôi bị tách ra rồi, các anh đi đâu vậy? Chúng tôi đang trên đường đến Seoul. Cá cơm xin Kim Pa cho đi cùng đoàn lên Seoul. Khi lên tới Seoul, cá cơm gọi đội ăn mày tập trung lại. Anh ra lệnh nếu thấy ai đeo băng đỏ thì cứ bắn trước. Chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu ở đây. Mọi người bắt đầu chạy tới. Hai bên lại bắn nhau loạn xạ. Cá cơm ra lệnh cho chân đất vào trong dò thám. Ai ngờ chân đất vào trong thì chỉ lo ăn. Còn vẹt thì thẫn thờ như người mất hồn. Cá cơm liền gọi vẹt hỏi mày không sao chứ? Tao cần sự giúp đỡ của mày. Ông trùm tôi biết rồi. Sau đó vẹt lên tòa nhà cao nhất quan sát xuống dưới. Lúc này chân đất cũng chạy ra chiến đấu cùng mọi người. Hai bên bắn nhau loạn xạ làm người ngỏm củ tỏi rất nhiều. Bỗng vẹt nhìn thấy tù binh được áp giải đi vào nên yêu cầu ngừng bắn. Chân đất nhìn thấy trong đoàn tù binh có ruồi nên hét lên báo cho mọi người biết. Cá cơm bảo châu chấu ở lại đây canh, còn anh chạy đi về phía mọi người đang bắn nhau. Cá cơm lệnh cho chân đất chạy ra phía sau núp. Vẹt cùng châu chấu đi xem tình hình thế nào. Khi nào có ám hiệu thì hành động. Bắt đầu hành động, chân đất cầm súng chạy đi mà miệng hét tao sẽ cứu được mày rồi à. Lúc này ruồi nghe ám hiệu núp xuống rồi chạy đi để mọi người bắn súng hỗ trợ. Khi ruồi gặp được mọi người ai cũng mừng thì bỗng nghe tiếng vẹt khóc báo tin châu chấu đã trúng bom. Cá cơm chạy như băng tới bên châu chấu xem. Bỗng xe tăng địch kéo vào. Cá cơm bảo vẹt hãy chăm sóc cho châu chấu, còn anh cầm lựu đạn xông vào phá hủy xe tăng. Sau trận đánh, binh lính bị thương được đưa về lều chữa trị, trong đó có cả đội quân ăn mày. Khi cá cơm được đưa về lều thì miếng vải ghi tên tuổi trên tay anh rơi xuống. Lúc này người bên y tế lại nhặt đeo vào chân người đã ngỏm rồi ghi tên tuổi vào trong hồ sơ lưu trữ. Trong khi đó Jeonji đến gặp Kim Pa hỏi về tình hình của cá cơm. Anh cho biết trong trận đánh vừa rồi cá cơm bị thương rất nặng. Jeonji lo lắng nhờ Kim Pa chở mình tới đó. Khi cô tới nơi, Kim Pa bảo để tôi vào trong hỏi. Jeonji đứng bên ngoài nhìn xung quanh thấy rất nhiều binh lính bị thương nằm đó. Trong số đó có cá cơm nhưng cô không thể nhận ra. Min Jae bước ra nói có rất nhiều binh lính bị thương được đưa đến đây. Tôi không biết trong đó có Chun Sam hay không. Sau đó cô bảo bác sĩ đưa danh sách cho mình xem. Nhưng khi kiểm tra thì phát hiện Kim Chun Sam đã tử trận. Jeonji nhìn hai người rồi giật lấy xem. Chắc có nhầm lẫn gì rồi. Anh Chun Sam không thể nào ngỏm củ tỏi được. Anh ấy đã hứa với tôi sẽ gặp lại nhau khi chiến tranh kết thúc. Jeonji nước mắt lã chã xin hai người cho nhìn mặt cá cơm lần cuối nhưng không được. Cô đành lặng lẽ quay ra xe trở về mà lòng nặng trĩu. Trong khi đó cá cơm vẫn nằm đó mà không ai nhận ra. Jeonji buồn bã trở về căn phòng cũ ngồi một mình suy nghĩ. Đến tối cô tháo chiếc nhẫn ra rồi tự tìm đường đi chầu Diêm Vương. May mắn lúc này Hyung Jo đến kịp thời cứu cô thoát một mạng. Jeonji cho Hyung Jo biết Chun Sam đã không còn trên đời này nữa. Vẹt la hét bảo sao mọi người cứ để họ nằm đó không chữa trị, thì bất ngờ nhận ra là Min Jae. Cô hỏi Chun Sam đang ở đây sao. Vẹt liền đưa cô đến bên cá cơm. Sau đó cô chạy vào gọi điện báo tin cho Kim Pa biết. Kim Pa đến phòng Jeonji thì thấy chiếc nhẫn cô để lại cùng lá thư còn ở đây. Cuối cùng cá cơm đã tỉnh lại.
Kim Pa và nói anh đã đến phòng Jeonji nhưng không thấy ai cả, chắc cô ấy đã đi lánh nạn ở nơi khác. Sau đó Kim Pa gọi Min Jae và Vẹt ra nói chuyện riêng. Anh lấy chiếc nhẫn và lá thư tuyệt mệnh mà Jeonji để lại đặt lên bàn. Vẹt bảo nếu ông trùm biết được Jeonji đã ngỏm thì anh ấy sẽ điên lên mất. Min Jae nghĩ tạm thời không nên để ai biết chuyện này. Người sống thì vẫn phải sống. Vài ngày sau, Cá Cơm ngồi bên ngoài cùng Vẹt thì thấy Hyung Jo. Anh nhờ Hyung Jo có gặp Jeonji thì hãy nhắn với cô ấy rằng mình vẫn còn sống. Cũng lâu lắm rồi tôi không có tin tức gì về cô ấy nhưng tôi sẽ tìm cách liên lạc với cô ấy. Trong khi đó Jeonji đã trở về quê gặp lại gì. Cá Cơm đang ngồi nhớ đến cô thì Min Jae nói anh đừng quá lo lắng. Khi nào chiến tranh kết thúc mọi chuyện sẽ quay lại như cũ. Khi chiến tranh kết thúc tôi sẽ trở lại Jeum và tiếp tục sống cùng mấy đứa nhóc. Trong khi đó Hà Mã chồn chân đất và rồi vẫn đang chiến đấu ngoài mặt trận. Sau trận đánh bọn họ được xe đưa đến hội ngộ cùng Vẹt và ông trùm. Mọi người ôm nhau mừng không kể xiết trong ngày gặp lại. Cá Cơm hỏi Hà Mã có nghe tin tức gì về Quả không? Tôi đã tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Thiếu úy Park bảo khi chiến tranh kết thúc các anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Các anh chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng là bổng lộc hàng tháng. Một thời gian sau chiến tranh kết thúc, xe chở đội ăn mày về lại nơi cũ. Cá Cơm bảo mọi người hãy quay trở lại lều. Thiếu úy Park tới bắt tay từng người để chào tạm biệt. Đến lượt Châu Chấu, anh buồn bã vì mình đã mất đi một cánh tay. Thiếu úy Park nắm cánh tay giả của Châu Chấu mà ai cũng chạnh lòng. Sau đó mọi người lên đường trở về lều. Khi họ vừa đến nơi thì thấy rất nhiều trẻ em và Min Jae. Cô nói vì chiến tranh nên bọn trẻ bị thất lạc bố mẹ rất nhiều. Lúc này Cá Cơm nói với Vẹt rằng anh sẽ đi tới đây một lát. Anh đến nhà Jeonji mong tìm gặp cô nhưng không thấy. Cá Cơm đi ra thì gặp Du Han. Hai người bắt tay vui mừng. Du Han cho biết anh là người đã gây dựng trại trẻ Jeum. Du Han hẹn Cá Cơm tối nay sẽ gặp nhau tại quán bar. Sau đó Cá Cơm đến tìm Hyung Jo nhưng chỉ có Chân Mày. Anh hỏi Chân Mày có nghe tin tức gì của Jeonji không nhưng cậu ta nói không biết. Kim Pa đang ngồi nói chuyện với Min Jae thì Cá Cơm về. Cá Cơm hỏi Min Jae rằng mọi người đâu hết rồi. Cô nói Lee Jae mang bột và gạo đến cho bọn trẻ rồi dắt mọi người đi. Bỗng mọi người về tới nói chuyện rôm rả. Thấy vậy Min Jae và Kim Pa xin phép ra về. Cá Cơm bảo mọi người đứng xếp hàng lại rồi hỏi đây là đồ Lee Jae mua cho sao. Mọi người cho rằng Lee Jae không phải là người xấu. Diều nói chủ tịch Lee gửi lời chúc mừng các anh bình an trở về. Cá Cơm yêu cầu Diều về trước rồi tức giận trách mọi người sao lại nhận bố thí bừa bãi. Đã nói là chúng ta không làm ăn mày nữa mà. Họ nói vì chúng ta lập nhiều chiến công nên thưởng chứ không phải bố thí. Lúc này Diều đứng bên ngoài nói Lee Jae hẹn gặp anh ở quán bar vào tối nay. Khi hai người gặp nhau, Lee Jae yêu cầu được hợp tác với Cá Cơm để tạo ra một thế giới mới. Bỗng Du Han đi vào. Thấy Cá Cơm đang nói chuyện với Lee Jae, anh tức giận đến mắng Lee Jae còn định đánh hắn. Ông Giang chạy tới can ngăn thì Du Han mới ngồi xuống. Cậu hãy nhìn tên này đi, hắn ta chỉ nói dối mà thôi. Lee Jae nói anh có hai điều để ghen tị với Du Han. Thứ nhất là mày có người bạn như Chun Sam. Còn việc thứ hai là mày có mục tiêu lớn. Nói rồi Lee Jae đứng lên bỏ đi. Sau đó Cá Cơm hỏi Du Han rằng dạo này Hyung Jo bận lắm hả? Tao không biết từ ngày vị hôn thê của mày đi chầu Diêm Vương công ty của cậu ta cũng bị phá sản. Cá Cơm nghe Du Han nói vậy thì sững sờ hỏi lại. Mày nói Jeonji sao? Đúng rồi, tao nghe nói cô ấy ngỏm củ tỏi trong lúc chiến tranh. Nghe vậy Cá Cơm chạy về hỏi Min Jae chuyện về Jeonji là thế nào. Tại sao mọi người ai cũng biết mà chỉ mình tôi không biết? Min Jae nói vì Jeonji tưởng anh đã ngỏm củ tỏi nên khi về nhà cô ấy đã làm chuyện không nên. Sau đó Min Jae đọc thư Jeonji để lại cho anh nghe mà nước mắt anh tuôn trào. Cá Cơm lang thang một mình trên đường vắng. Anh dừng lại nơi quán cũ nhưng giờ cô đã không còn. Lúc này Min Jae đến đứng cùng anh. Tôi không có gì cả nhưng tôi mong mình có thể ở cạnh anh để chia sẻ và giúp anh vượt qua chuyện này. Nhưng Cá Cơm không nói gì mà bỏ đi. Hôm sau nhóm ăn mày cùng nhau cầm giấy nhập ngũ đi nhận thưởng. Cá Cơm ngồi thẫn thờ một góc nhớ đến Jeonji mà đau khổ. Khi nhóm ăn mày đang đi thì thấy Si-ho đánh nhau nên đứng lại xem. Sau khi Si-ho đã hạ gục hết bọn chúng, ngón chân đứng bên ngoài tức giận bỏ đi, Jiu cũng vội chạy theo hắn. Si-ho nhặt nón lên đi thì chân đất đứng phủi bụi trên áo cho anh. Si-ho nhìn chân đất cười với vẻ mặt ngây ngô nên chạm vào má cậu rồi bỏ đi. Rồi mày thấy không, anh ta cười với tao. Vì nhìn mày như thằng ngốc nên mới cười đó. Vẹt cho rằng ở đất Triều Tiên này không ai sánh bằng nắm đấm của anh ta. Sau đó mọi người cùng nhau lên phường đưa giấy chứng nhận giải ngũ. Nhưng họ yêu cầu rất nhiều giấy tờ khác cần phải nộp thì mới được giải quyết. Nhóm ăn mày chỉ biết ngơ ngác không hiểu như thế nào. Trong khi đó Kim Pa cũng thắc mắc vì sao lại không cho Cá Cơm và đội ăn mày được nhận huy chương. Tôi cũng không biết, cái này do đại tá Kim Jong Si quyết định. Lúc này đại tá Kim đi vào chính là tên Ambe. Hắn bắt tay khen ngợi Kim Pa hết lời. Sau đó ông ta giải thích rằng Chun Sam và cả đám thuộc hạ của hắn là những kẻ phản đối chính sách của nhà nước, không thể trao phần thưởng cho những người không có kỷ luật. Kim Pa không đồng ý với cách giải thích của đại tá Kim. Anh tức giận tuyên bố sẽ nói việc này trực tiếp lên bộ trưởng. Lúc này nhóm ăn mày đã về tới lều rồi lén nhìn vào xem ông trùm đang làm gì. Sau đó mọi người nói chờ Kim Pa về xem như thế nào. Khi Kim Pa về tới mọi người chạy theo hỏi dồn dập. Nhưng Kim Pa xin lỗi vì huy chương không thể nhận được. Cá Cơm ra bảo anh không cần phải xin lỗi. Tôi đã nộp đơn lên nhưng Ambe không đồng ý. Thế là nhóm ăn mày cãi nhau loạn xạ. Vẹt còn đổ tội lên đầu Hà Mã có học mà ngu. Cá Cơm ra tức giận hỏi Vẹt kẻ nào đã đối xử không tốt với mày. Sao mày lại đánh nó? Sau đó anh ra lệnh cho mọi người vào lều. Trồn đến quán bar thì biết Diều được nhận huân chương.
Duhan đến lều tìm cá cơm còn đem cả thức ăn tới. Mọi người liền chen nhau tranh ăn. Lúc này Duhan nói với cá cơm rằng không lâu nữa tao sẽ được vào quốc hội. Không lẽ việc nhỏ này tao không giúp được mày? Chỉ cần mày bảo bọn chúng giúp tao vận động tranh cử là được. Duhan vừa đi thì mọi người nhìn thấy quạ trở về. Ai cũng mừng khi nhìn thấy quạ. Cá cơm bên trong nghe nói quạ về cũng chạy ra. Nhưng chưa kịp vui mừng thì thấy quạ mang bầu bụng to tướng. Tôi đến Hà Mã ngồi lặng lẽ nấu cháo đem đến đặt trước cửa cho quạ. Nhưng cô không ăn còn tạt vào người anh. Hà Mã không giận mà còn khuyên cô hết lời. Anh khóc lóc bảo cô còn sống quay về là đã mừng lắm rồi. Bụng to thì có sao đâu chứ. Tôi vẫn luôn nghĩ đến cô mà thôi. Quạ bên trong nghe những lời Hà Mã nói mà nước mắt tuôn trào. Bỗng cô thấy bụng mình lên cơn đau dữ dội. Cá cơm đi ra bảo không lẽ quạ sắp sinh rồi. Kim Pa vội chạy đi tìm Min Jae. Bên trong quạ chuyển dạ đau đớn la hét, mọi người bên ngoài lo lắng đứng ngồi không yên. Min Jae chạy tới bảo mọi người chuẩn bị nước sôi và chăn. Cá cơm bối rối tập trung phân công việc cho từng người mà quên hết buồn phiền. Bên trong Min Jae lo giúp quạ sinh nở, bên ngoài mọi người hồi hộp. Bỗng có tiếng trẻ con khóc. Min Jae chạy ra báo hai mẹ con đều ổn và đó là một bé trai. Ai nghe cũng cảm thấy rất vui. Quạ nhìn con trai bảo sau này đừng giống mẹ nhé. Lát sau cá cơm đem cháo vào bảo quạ ăn cái này rồi ngủ đi. Anh bế đứa trẻ ra ngoài tuyên bố từ nay đứa trẻ này là thành viên mới trong gia đình chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi lớn nó. Chúng ta tuy phải nhịn đói nhưng đứa trẻ này phải no đủ. Tuy chúng ta ăn mặc rách rưới nhưng đứa trẻ này phải mặc áo đàng hoàng. Chúng ta đánh nhau để trưởng thành nhưng đừng đánh đứa trẻ này. Tuy chúng ta không được học hành nhưng hãy dạy cho đứa trẻ này học chữ. Tuy chúng ta là những kẻ bỏ đi nhưng hãy nuôi đứa trẻ này lớn lên trong tình yêu thương. Chúng ta là ăn mày nhưng đừng để đứa trẻ này thành ăn mày. Nói rồi cá cơm đưa cho Hà Mã bế để mọi người cùng ngắm đứa trẻ. Sáng sớm cá cơm mở cửa sổ ra nhìn bọn trẻ bên ngoài. Anh cảm thấy lòng mình như sống lại. Anh nhận ra rằng mình phải quên đi quá khứ để còn lo cho bọn trẻ mồ côi. Anh cởi sợi dây chuyền ra rồi đem lá thư Jeonji ra ngoài đốt đi. Trong khi đó Jeonji cùng Hichin tạm biệt gì để trở lại Seoul. Cá cơm gọi mấy đứa thức dậy ra tập hợp mà không thấy ai. Thế là anh mang xô nước vào tạt khiến mọi người giật mình thức dậy. Ra ngoài tập hợp cá cơm bảo từ giờ chúng ta sẽ không làm ăn mày nữa. Chúng ta sẽ làm mọi việc để kiếm tiền nuôi mình và bọn trẻ. Mọi người đang đi làm việc thì Rùi và chân đất thấy Diều đang đi gọi vận động tranh cử cho Li Jae. Thế là Rùi đề nghị sẽ phát tờ rơi giúp. Tưởng thật Diều cảm ơn rồi đưa hết tờ rơi cho Rùi. Ai ngờ Rùi lại cho vào gùi chân đất mang theo. Bỗng chân đất đang đi thì bị kẹt lại phải nhờ Rùi kéo ra. Hà Mã và Châu Chấu thì kiếm củi bằng cách gỡ hàng rào nhà người ta. Sau đó còn tới công trình giàn giáo người ta đang xây dựng vác gỗ chạy đi. Chân đất tìm đâu ra cái chuông mừng rỡ không thôi. Một ngày ra chợ làm việc cật lực của nhóm ăn mày, khi trở về ai cũng một gùi đầy nhóc. Mọi người mỗi người một tay bắt đầu dựng lại nhà. Sau đó cùng cởi áo chồng mông cho cá cơm tạt nước cho mát. Lúc này Min Jae đem nước ra cho mọi người uống. Chân đất chạy tới lấy nguyên xô đưa lên uống, ai ngờ làm đổ hết trơn. Cá cơm vào nhìn căn nhà mới xây xong cảm thấy rất hài lòng. Bây giờ chúng ta tới văn phòng Duhan trước nhé. Nhưng Kim Pa cho rằng nên đến chỗ Li Jae trước. Cá cơm đi cùng với Kim Pa đến gặp Li Jae. Cá cơm hỏi nếu như thắng cử anh có thể làm chứng minh nhân dân cho tất cả mọi người không. Kim Pa còn nhờ Li Jae giúp có một căn nhà kiên cố cho bọn trẻ mồ côi. Li Jae liền đồng ý các yêu cầu nếu giúp mình thắng cử. Jeonji về lại căn nhà cũ. Cô đến bàn thì không thấy chiếc nhẫn và lá thư đâu hết. Tiếp theo cá cơm và Kim Pa đến văn phòng Duhan. Anh cũng nêu ra yêu cầu như thế. Sau đó hai người ra về. Tôi đến cá cơm uống rượu cùng Kim Pa. Hai người ngồi tâm sự về chuyện tình cảm. Kim Pa hỏi cá cơm cũng lớn rồi không định kết hôn sao. Kim Pa à, Jeonji là người con gái đầu tiên mà tôi yêu từ khi sinh ra nên tôi không thể yêu người khác được. Bọn ăn mày chúng tôi từ nhỏ đã không có được tình thương nên khi đã yêu ai thì sẽ yêu hết mình. Sáng hôm sau mọi người đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng chuông. Về giật mình dậy hỏi thằng nào đem cái chuông về thế hả? Lúc này chân đất nói ông trùm mang xô nước vào kìa. Mọi người liền hớt hải chạy ra ngoài thì không thấy ông trùm đâu. Min Jae nhờ chân đất Rùi và quạ mua bột về cho em bé. Mọi người vào trong định tiếp tục ngủ thì cá cơm vào gọi, thế là cả bọn chạy ra ngoài. Ba người trên đường mua bột về chân đất lấy bột ăn thử. Quạ lấy lại chạy đi, ai ngờ bị xe lính Mỹ tông phải. Rùi la hét bảo chân đất gọi ông trùm đến. Ở nhà mọi người đang bế em bé ra nựng thì cá cơm bảo đi làm thôi. Thế là cả bọn mang gùi lên đường. Bỗng chân đất chạy về báo quạ bị xe lính Mỹ tông trúng. Bên này Rùi đứng chửi bọn lính Mỹ té tát nhưng họ nghe chẳng hiểu gì. Lúc này cảnh sát cũng chạy tới. Rùi yêu cầu cảnh sát bắt họ vì tông em gái mình. Nhưng tên cảnh sát cho rằng người thấy xe thì phải né chứ xe sao thấy người mà tránh được. Nói rồi hắn đẩy Rùi ra cho bọn chúng chạy đi. Khi cá cơm chạy tới hỏi thì tên cảnh sát bảo không thể bắt tội người Mỹ được. Bởi vì không có người Mỹ thì sẽ không có nước Đại Hàn Dân Quốc. Nói rồi hắn bỏ đi. Cá cơm cho người lục soát các ngóc ngách để tìm bọn chúng. Trong khi đó ngón chân cũng đang đánh nhau với bọn Mỹ. Nhóm ăn mày thấy chiếc xe bọn Mỹ đậu, liền chạy xung quanh tìm thì thấy ngón chân đang đánh nhau với bọn chúng. Cả nhóm xông vào cùng đánh bọn Mỹ. Thế là cảnh sát tới bắt cá cơm và ngón chân về đồn. Hai người ngồi mà không biết nói gì. Cuối cùng ngón chân lấy ra gói thuốc đưa cá cơm một điếu. Nhưng tao không có quẹt diêm ở đây. Cá cơm không nói gì lấy trong túi ra bật lửa lên hút. Thấy ngón chân thích bật lửa nên cá cơm cho luôn. Sau đó ngón chân nhớ lại lúc hai người nằm ở đường dây xe lửa. Có chuyện này tao muốn hỏi mày. Lúc tao với mày thi đấu ở Daegu tại sao mày lại có gan to như vậy?
ngón chân ngồi chờ câu trả lời của cá cơm thì bỗng nghe tiếng gõ om sòm bên ngoài. Hai người đứng lên nhìn ra, ở ngoài mọi người tập trung gõ thì Dìu chạy lên tuyên truyền ủng hộ đảng tự do. Cảnh sát han hét bảo Dìu bước xuống, các người hãy mau giải tán nếu không sẽ bị tống cổ vào tù. Thế nhưng không ai nghe hắn còn bắt đầu hát trước sở cảnh sát. Vẹt đến nhờ Ly Dê cứu cá cơm ra ngoài. Khi Ly Dê đến nơi thấy mọi người xô đẩy nhau trước sở cảnh sát nên ra lệnh trật tự. Ly Dê vào trong gặp cảnh sát trưởng Han hỏi anh muốn tôi thua trong đợt tranh cử này hả? Bọn Mỹ có đi bỏ phiếu không? Sau đó bắt hắn lập tức thả người ra. Cuối cùng cá cơm và ngón chân được thả ra ngoài. Nhưng hai người chưa nói được vài câu đã bắt đầu muốn xông vào đánh nhau. Mọi người phải ngăn lại mới thôi. Ly Dê đi ra yêu cầu ngón chân về văn phòng. Hắn nói với cá cơm rằng việc của bọn Mỹ tôi sẽ tự lo nên cậu hãy về đi. Tôi đến nhóm ăn mày trụm lại bàn nhau về cách ăn cắp điện. Chân đất làm nhiệm vụ leo lên cây lấy dây điện cho rồi kéo về. Mọi người chuyển tay nhau kéo điện về lều. Cuối cùng đèn cũng bật sáng. Mọi người vô cùng thích thú nhưng lại phát hiện không thấy chân đất đâu. Bên này chân đất vẫn còn đu trên cây trụ không biết phải làm sao. Sáng sớm khi mọi người còn đang ngủ cá cơm vào gọi hỏi tụi mày biết hôm nay là ngày gì đúng không? Bỗng cá cơm phát hiện cái bóng đèn điện. Mọi người đang trả lời ấp úng thì chân đất định khai ra nhưng đã bị dùi chặn lại. Cá cơm bảo xài cái này phải trả tiền điện nhưng mọi người giả vờ nói văn phòng Ly Dê trả. Nhưng mà việc tranh cử tao sẽ không giúp Ly Dê. Bởi vì Du Han là bạn của chúng ta nên phải giúp cậu ấy thắng cử lần này. Bên này Du Han đứng ra phát biểu tranh cử cho Đảng Cộng Hòa. Anh tuyên bố sẽ đem lại cuộc sống ấm no cho người dân. Nhóm ăn mày hô vang ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Còn bên này Ly Dê thuê giáo sư đại học giúp hắn đứng ra tuyên truyền cho Đảng Tự Do. Kết thúc cuộc vận động tranh cử mọi người về văn phòng hồi hộp chờ kết quả. Thấy Du Han lo lắng cá cơm bảo chắc chắn cậu sẽ thắng. Bỗng có điện thoại gọi thông báo kết quả Du Han đã giành chiến thắng. Mọi người reo hò vui mừng hô vang Kim Du Han. Bỗng Hyung Do xuất hiện tay bắt mặt mừng chúc mừng Du Han đắc cử. Bên này Ambe, Ly Dê và ngón chân tìm cách bắt Du Han vào tù. Trong khi mọi người tập trung ở quán bar uống rượu ăn mừng thì Dìu chạy tới niềm nở chúc mừng Du Han. Hyung Do đứng lên chuẩn bị cạn ly chúc mừng Du Han thì cảnh sát tới bắt Du Han vì có người kiện anh tội liên quan đến việc hối lộ ngài giám đốc thanh tra. Khi Du Han ở trong tù tên Ambe tới bảo một ủy viên quốc hội sao lại bị giam thế này. Mày muốn gì thì hãy nói ra đi. Sáng hôm sau cá cơm đang rửa mặt thì quạ đem khăn ra cho anh rồi nhờ anh đặt tên cho đứa trẻ. Cá cơm hứa sẽ suy nghĩ thử xem. Sau đó Kim Pa và Jong Si chạy tới gọi cá cơm cùng đến gặp Du Han. Đến nơi Du Han bảo bọn chúng muốn tôi phải gia nhập đảng dân chủ nếu không sẽ ở tù suốt đời. Kim Pa cho rằng Du Han cứ đồng ý gia nhập đảng dân chủ vì qua lại giữa hai đảng có sao đâu. Hôm sau Du Han được thả ra thì gặp Hee Jin. Cô về nhà nói cho Jeon Ji biết mình mới vừa gặp Du Han, anh ấy vẫn chưa cưới vợ. Ở lều khi mọi người đã ngủ, quạ hỏi Hà Mã có thật sự yêu tôi không. Nhưng Hà Mã không trả lời mà bảo cô nhắm mắt lại. Anh chồm tới định hôn quạ thì chân đất xuất hiện. Chân đất hỏi anh Hà Mã sao không vào trong nhà mà ngủ. Hà Mã tức chịu không nổi hỏi mày ra đây làm gì. Bỗng có tiếng em bé khóc nên quạ chạy vào. Hà Mã bực bội đá chân đất vài phát rồi bỏ vào trong. Hôm sau Jeon Ji đến gặp giám đốc Park. Bà cho biết mình không sống được bao lâu nữa. Trước giờ bà luôn xem Jeon Ji là người trong nhà nên bà muốn tìm một người thay thế bà. Jeon Ji bảo từ khi người đó ra đi con cũng không muốn sống nữa. Ta nghe nói người đó vẫn còn sống mà. Nghe vậy Jeon Ji liền chạy tới lều tìm cá cơm. Nhưng khi đến nơi cô lại nhìn thấy cá cơm cùng Min Jae đang chăm sóc một đứa trẻ. Jeon Ji hiểu lầm rằng cá cơm đã có gia đình nên bỏ chạy ra ngoài khóc nức nở. Thời gian sau Jeon Ji đã lên làm giám đốc. Cô đang ngồi trong phòng nghe nhạc mà tâm trạng rất buồn. Sau đó thư ký Giang cho cô biết vài ngày nữa trại trẻ ở Jeon sẽ tổ chức buổi quyên góp từ thiện tại quán bar. Jeon Ji nghe rất vui mừng thì Hee Jin chạy vào. Cô hỏi lần cuối cùng cậu đóng phim vẫn không biết đứa trẻ đó là con của quả à? Chính Hyung Do đã nói dối mối quan hệ của Chun Sam và Min Jae với mình. Nhưng mình không hiểu sao đến giờ hai người lại không đến với nhau. Mình đã gặp anh ấy vào 5 năm trước tại quán cà phê. Anh biết giám đốc Hyung Do dựng chuyện em và Sun Jam. Tại sao anh vẫn luôn tránh mặt em? Anh vẫn ngồi đây mà tránh mặt gì chứ? Lúc xảy ra chiến tranh anh thật sự không sao. Em đã chờ đợi mỏi mòn đến từng ngày chờ mong anh trở về. Nhưng tại sao lại không nhận được tin tức gì của anh? Cá cơm không nói gì cầm viên đường lên cho vào miệng ăn. Anh vẫn chưa bao giờ thay đổi. Trở lại hiện tại, Hee Jin thắc mắc rằng nếu anh Chun Sam tưởng cậu đã ngỏm củ tỏi rồi thì đáng lẽ khi gặp lại chẳng phải sẽ rất vui mừng sao? Hyung Do đã dựng chuyện mình với Sun Jam còn gì? Thời gian cứ như thế trôi qua, mối quan hệ của mình và anh ấy cứ mãi chia cắt như vậy. Nhưng tụi mình chẳng có lỗi gì cả. Chỉ là do thời gian trôi qua quá nhanh mà thôi. Hôm sau nhóm ăn mày lên Seoul. Ai cũng vui mừng vì đã 3 năm rồi mới trở lại đây. Cá cơm đi cùng mọi người thì thấy có người đeo bảng xin việc. Anh ta nói ở nhà còn mẹ già và vợ con nhịn đói cả ngày. Thế là cá cơm bảo anh còn trẻ nên hãy đến Kangwon làm việc. Sau đó cá cơm nói Hà Mã đến ghi tên và địa chỉ của anh ta. Mọi người vào chợ ai cũng mừng khi thấy nhóm ăn mày trở lại. Sau đó nhóm ăn mày trở về nhà. Bọn trẻ thấy liền chạy ra đón. Min Jae lấy nước cho cá cơm uống rồi hỏi việc khai thác vẫn tốt chứ. Vẫn tốt, bây giờ có thể bán đất để lo cho bọn trẻ. Đến tháng 10 chúng ta sẽ bắt đầu quay lại đó. Lúc này Min Jae nói phó hiệu trưởng ở trường muốn mời anh làm giảng viên trong tiết học đặc biệt về xã hội. Không được đâu, tôi thậm chí còn không biết viết chữ. Bên ngoài quạ đang cùng con trai chờ Hà Mã về. Hà Mã về vui mừng bế con trai làm máy bay vui đùa.
Chân Đất nhìn Thích Thú bảo anh Hà Mã có thể cho em đi máy bay như vậy được không? Chưa dứt lời, Chân Đất đã bị Vẹt Da kéo vào dọn dẹp. Mọi người nghĩ Hà Mã giờ như bố ruột của Bong Si vậy. Bên ngoài, Hà Mã dắt Quạ vào trong lấy nhân sâm rừng cho cô. Ai ngờ Vẹt chạy vào lấy hộp nhân sâm rừng lại ra đưa Min Jae chia cho mọi người. Lúc này Min Jae nói cô có để một xô nước đậu trong nhà. Nghe vậy hai người liền chạy vào. Ai ngờ Chân Đất lấy xô nước đậu làm nước lau nhà. Mọi người chỉ biết la làng rồi đánh cho Chân Đất một trận. Bỗng Hy Chin gọi trồn ra nói giám đốc Giang bị bệnh nặng. Mọi người liền chạy tới quán bar thì thấy ông Giang đang ngồi ủ rũ một mình. Khi Cá Cơm tới hỏi, ông khuyên Cá Cơm nên kết hôn với Min Jae, nhưng Cá Cơm gạt đi lời ông Giang nói. Ông Giang hỏi trong mấy đứa mày có ai phản đối ông trùng kết hôn với Min Jae không. Bất ngờ Chân Đất đưa tay lên để rồi bị ăn đòn. Về nhà, mọi người tập trung bàn chuyện của ông trùng và Min Jae. Nếu hai người kết hôn chắc mọi người sẽ đồn ầm lên rằng ông trùng ăn mày kết hôn với giáo viên đại học. Trong khi đó, Cá Cơm ngồi nói chuyện với Kim Pa và Min Jae. Kim Pa hỏi sao anh không đến với Jeon Ji. Người phụ nữ đó, tôi càng đến gần thì lại càng xa, càng muốn giữ chặt thì lại càng tuột đi. Nhưng tôi có niềm tin chắc chắn rằng tôi và Jeon Ji sẽ gặp lại nhau. Cá Cơm sờ lên chiếc nhẫn bảo, tôi thật sự rất nhớ Jeon Ji. Hôm sau, Min Jae đeo cà vạt vào cho Cá Cơm đến trường. Nhưng anh lo lắng bảo, làm sao mà họ coi tôi là giảng viên được chứ. Bây giờ mọi người đều biết tên Chun Sam anh rất nổi tiếng đấy. Hai người đi ra thì đàn em chặn lại xin được đi cùng ông trùm đến trường. Cá Cơm đồng ý nhưng với điều kiện phải giữ im lặng và canh chừng Chân Đất. Đến lớp, Cá Cơm đứng trên bảng viết, còn dàn đệ tử ngồi bên dưới nghĩ ông trùm biết viết chữ khi nào vậy. Cuối cùng Cá Cơm cố gắng hết sức viết được tên của mình. Sau đó anh căng thẳng vừa nói vừa vào đầu vẫn không biết nói gì. Rồi bên dưới ra hiệu cho ông trùm. Sau đó rồi xin cho đám ăn mày được lên đó nói vài lời. Cá Cơm cười bảo, từng đứa xếp hàng lần lượt lên đây nói trừ Chân Đất ra. Nói rồi anh tới ngồi cùng Min Jae. Người đầu tiên lên sân khấu phát biểu là Vẹt. Anh ta căng thẳng đến mức xém chúi nhùi. Min Jae ở dưới nói, anh cứ thoải mái. Thế là Vẹt kể về cuộc đời bi thảm của mình làm ai cũng cảm động. Sau khi kết thúc câu chuyện, mọi người vỗ tay rất nhiều. Vẹt hiên ngang đi xuống, ai cũng khen ngợi anh nói rất hay. Đến lượt Trồn lên phát biểu. Trồn chỉ về bàn tay đi lượm nhặt ve chai kiếm sống. Tiếp theo là Hà Mã. Hà Mã nói nhiều đến mức mọi người bên dưới phải ngáp ngủ. Cuối cùng cũng đến lượt Châu Chấu. Anh nói vì chiến tranh bom đạn mà mình đã mất đi một cánh tay. Rồi Chân Đất cũng lên nhưng chỉ đứng nhìn xuống dưới cười. Bên dưới rồi hỏi sao nó không nói mà cười không vậy. Bực bội, Vẹt bảo Chân Đất nói nhanh lên. Mọi người bảo em ngậm miệng lại mà. Cá Cơm nói không sao đâu, Chân Đất nói đi. Rồi bảo Chân Đất hãy kể chuyện cái túi. Nghe vậy Chân Đất kể một lèo không đầu đuôi rồi cúi chào. Người cuối cùng lên là Rồi. Rồi nghiêm chỉnh bảo, tôi nói chuyện không được hay nên tôi sẽ làm ảo thuật cho mọi người xem. Tiếp theo Rồi hát bài hát mà nhóm ăn mày thường hát. Bên dưới nhóm ăn mày cùng hợp ca với cậu. Kết thúc buổi giảng, Min Jae bảo, tôi nghĩ tất cả học sinh đều thích đấy. Cô hẹn anh tuần sau sẽ tiếp tục. Vì mấy đứa nhỏ sẽ đến trại để thực tập nên có nhiều chuyện muốn hỏi. Bên này nhóm ăn mày đang chờ ông trùm thì có cô bé nữ sinh đến xin được nói chuyện riêng với Rồi. Cô bé hỏi, Rồi đã có bạn gái chưa? Tôi chỉ chơi cùng các anh và Chân Đất thôi. Bỗng Chân Đất ôm bụng chạy tới bảo, Rồi ơi tao đói. Tao biết rồi, đi nhanh đi. Thấy vậy cô bé tặng Rồi cây bút nhờ cậu ghi lại lời bài hát vừa rồi. Rồi đứng cười nhìn theo cô nữ sinh đó. Khi mọi người vừa về tới nhà, Vẹt hốt hoảng chạy vào bảo, hình như công ty điện biết chuyện rồi. Cá Cơm ra hỏi, các anh đang làm gì thế? Nghe vậy Quạ liền bảo, họ đang bắt đường dây điện thoại cho chúng ta. Rồi nghe vậy liền chạy về báo là bắt điện thoại. Thế là mọi người ùa nhau vào giành xem. Bên này thư ký Giang nói cho Jeon Ji biết tin đã lắp điện thoại ở trại trẻ rồi, bây giờ giám đốc có thể gọi. Jeon Ji nhìn chiếc điện thoại mà buồn bã. Bên này nhóm ăn mày đang trụng lại gọi thử điện thoại. Tôi đến Hà Mã viết lại lời bài nhạc giúp Rồi. Rồi hỏi, chị Quạ có con với người khác mà anh vẫn yêu chị ấy sao? Đó gọi là tình cảm. Vì từ nhỏ tao với Quạ cùng lớn lên ở đây. Tuy suốt ngày bị cô ấy đối xử tệ, tuy cô ấy luôn xem tao như thằng ngốc. Tuy Quạ lúc nào cũng chỉ có ông trùm. Thế nhưng trong lòng tao cũng chỉ có Quạ mà thôi. Bỗng Quạ ra gọi Hà Mã nấu bột cho Bong Si. Hôm sau Lee Jae đề nghị với Ambe sẽ tổ chức cuộc thi đấu quyền Anh. Thế là Ngón Chân đem tờ rơi về. Sau đó Ngón Chân sai Dìu và Giang Khảnh đi dán hết tất cả các ngóc ngách trong thành phố. Hôm sau sáng sớm mọi người tranh nhau rửa mặt sạch sẽ. Quạ tức giận chạy ra quát họ một trận vì cái tội mới sáng đã làm loạn. Lúc này ông trùm đi ra gọi tập hợp. Ông trùm dặn, hôm nay các nữ sinh ghé tham quan chỗ ở chúng ta rồi đi lượm rẻ rách ở Trang Dong nên tất cả sẽ cùng đi biết chưa? Đừng để mấy đứa ở Trang Dong gây hại đến các nữ sinh. Bỗng Min Jae đưa các nữ sinh đến. Quạ bực bội chạy ra gọi Rùi và Hà Mã vào nấu cơm. Sau đó Min Jae đưa các học trò đi tham quan. Còn nhóm ăn mày ngồi đan gùi mà chọc Rùi các kiểu rồi cười ngất. Trong khi đó bên trong các nữ sinh đang lau chùi chỗ ở cho họ. Đến khi vào chỗ của Quạ, cô hét lớn bảo các nữ sinh biến đi. Tiếp theo mọi người cùng dắt nhau ra chợ nhặt rác. Thấy Diều đang dán tờ rơi nên cũng hỏi thăm mấy câu. Diều thấy họ đi cùng với các nữ sinh đại học nên niềm nở chào các nữ sinh. Sau đó mọi người lại đi tiếp. Khi đi ngang qua quán các cô gái bán rượu, họ cãi nhau với cô nữ sinh rồi nhào vô đánh. Vẹt phải ôm cô ta giữ lại cho các nữ sinh đi, còn Rồi dắt cô bé Na Dong chạy. Khi hai người ngồi nghỉ ngơi, Rồi đưa lời nhạc đã viết cho Na Dong. Rồi còn nói, tối nay ở quán bar chúng tôi có tổ chức buổi quyên góp từ thiện để giúp mấy đứa trẻ nhỏ. Nếu tôi mời cô có đến được không? Tôi định sẽ đi cùng cô Min Jae đấy.
Đến tối mọi người tập trung ở quán bar rất đông, Du Han cũng tới tham dự. Đến khi Ambe tới chúc mừng ông trùm thì Na Jong lo lắng chạy vào trong, rồi chạy theo cô hỏi có chuyện gì vậy. Đúng lúc này chân đất thò đầu vào rủ rồi cùng chơi với mình, rồi liền kéo Na Jong ra ngoài. Cô tạm biệt rồi còn hẹn ngày mai gặp nhau ăn trưa. Lúc này Jeon Ji cùng thư ký Giang đi vào buổi tiệc nhưng hai người ai cũng bận bịu lo tiếp khách mặc dù ánh mắt vẫn hướng về đối phương. Đã 5 năm rồi hai người chưa một lần gặp lại. Cà cơm lo lên rừng khai thác kiếm tiền về nuôi bọn trẻ ở trại. Còn Jeon Ji thì không tiếp xúc với bên ngoài. Hôm nay là lần đầu tiên sau 5 năm vì anh cô mới ra ngoài. Đến khi buổi tiệc tàn mọi người ra về hết chỉ còn hai người. Jeon Ji bảo em đây mà anh Chun Sam hãy ôm em đi. Hai người bước tới ôm nhau hạnh phúc. Kim Pa cũng đưa Min Jae về. Ở nhà nhóm ăn mày tập trung bàn cách để phản đối việc ông trùm gặp lại Jeon Ji. Mọi người xui vẹt hãy nói nếu ông trùm kết hôn với cô ta thì chúng tôi sẽ nhảy xuống sông. Lúc này ông trùm về tới mọi người thập thò chạy ra. Vẹt đứng đầu ấp úng một lúc rồi chúc ông trùm ngủ ngon. Cuối cùng khi đã bàn bạc kỹ lưỡng Hà Mã quyết định đứng ra nói. Nhưng trước mặt ông trùm Hà Mã vẫn không dám nói. Anh cứ vòng vo một lúc rồi xin ông trùm được tham gia thi đấu quyền anh. Tao cũng nghe nói chuyện này. Tụi mày có tự tin không? Họ cần hai người vậy ai sẽ đi? Thế là Hà Mã bảo tôi và Vẹt sẽ đi. Sáng sớm Hà Mã và Vẹt tập trung tập luyện đánh bao cát để chuẩn bị cho cuộc thi đấu quyền anh sắp tới. Chồn thấy Vẹt đánh mà cứ loạn choạng nên hai bên cãi lộn. Thấy vậy ông trùm đứng ra yêu cầu mọi người phải cổ vũ cho Vẹt có tinh thần. Cuộc thi lần này bên Jium chúng ta nhất định không được thua. Hôm sau Vẹt, Hà Mã và Chồn tập trung chạy bộ thì gặp Diều. Diều liên chạy tới hỏi ba người đang làm gì. Vẹt cho biết tụi tao tập để đại diện cho Jium chuẩn bị thi đấu quyền anh. Diều cười bảo tôi cũng sẽ thi đấu nhưng tôi sẽ không mạnh tay với các anh đâu nên đừng lo lắng quá rồi cười chạy đi. Hà Mã bảo nghe nói bọn ở Jongju đánh đấm giỏi lắm. Chồn cho biết ngay cả Du Han cũng đánh không lại bọn chúng. Tuy nhiên ba người vẫn cố gắng chạy tiếp. Ai ngờ khi chạy qua quán rượu Vẹt lại bị một cô gái tạt nước thẳng vào người làm cậu choáng váng. Vẹt còn hẹn các cô gái ngày mai ra xem anh thi đấu. Còn ở nhà Min Jae cùng Na Jong đến thì thấy Quạ đang giặt đồ. Quạ nói Vẹt và Hà Mã lo tập luyện thi đấu quyền anh. Na Jong hỏi rồi có đi cùng họ hay ở nhà. Quạ liền gọi rồi ra có người cần gặp. Min Jae nói Na Jong đến đây để mời cơm chưa đấy. Trong khi đó Jeon Ji đang làm việc thì Hee Jin chạy vào. Cô hối thúc Jeon Ji nên gọi điện thoại cho Cá Cơm. Jeon Ji gọi đến trại mồ côi thì Min Jae bắt máy. Jeon Ji nói muốn gặp Cá Cơm nên Min Jae gọi anh ra nghe điện thoại. Jeon Ji hẹn Cá Cơm tối nay đi ăn cùng nhau. Quạ bên ngoài nghe họ nói chuyện rất bực bội. Sau đó Cá Cơm vội ra ngoài còn nói mọi người đừng đợi cơm tối. Anh đến gặp Jeon Ji ăn tối cùng cô thì Lee Jae đi vào. Lee Jae hỏi đại diện Jium sao lại ngồi cùng bàn với giám đốc thế này nhưng Cá Cơm không nói gì. Jeon Ji bảo đây là việc riêng của tôi chủ tịch Lee đừng xen vào. Thế là hắn đành xin lỗi cúi chào rồi bỏ đi. Thấy Cá Cơm có vẻ không được vui cô xin lỗi anh rồi đề nghị chúng ta hãy kết hôn đi. Còn ở đây mọi người bên ngoài nhìn cô Min Jae thu xếp sách vở. Cô nhờ Rùi và chân đất đem giúp mình ra ngoài đầu đường. Khi cô đi ra mọi người đến hỏi cô định rời khỏi đây sao. Không phải vậy đâu chỉ là sau này tôi không ngủ ở đây nữa mà về nhà. Ban ngày tôi sẽ đến đây. Nhưng mọi người không muốn như thế. Quạ cho rằng cô nên kết hôn với ông trùm. Min Jae bảo kết hôn vì cần nhau mới kết hôn cũng có thể vì tình yêu nên kết hôn. Tôi không muốn lấy ai đó chỉ vì người đó cần tôi mà tôi muốn kết hôn với người mình yêu. Nói rồi cô hẹn ngày mai gặp lại. Hôm sau cuộc thi đấu quyền anh bắt đầu, Vẹt lên đấu cùng Diều. Tôi thật sự không muốn ra tay với anh nhưng không thể làm khác được. Hai bên bắt đầu đánh nhau. Bên dưới Ngón Chân và Cá Cơm cũng đang theo dõi trận đấu. Lúc này Du Han cũng tới. Đến giờ nghỉ giải lao Chồn liền tiếp nước cho Vẹt. Mọi người động viên Vẹt cố gắng lên, bước vào hiệp hai Vẹt đánh nhau loạn xạ. Khi được vào nghỉ giải lao lần hai Vẹt thở hổn hển bảo tôi bỏ cuộc thôi. Kết thúc giờ nghỉ hai bên bắt đầu vào đánh tiếp. Vẹt bị Diều cho mấy cái đấm vào mặt. Tức giận Vẹt xông tới đánh Diều tới tấp đến nỗi Diều nằm chèm bẹp. Cuối cùng Vẹt đã chiến thắng. Mọi người bế lên tung hô làm anh ngã xuống sàn bất tỉnh. Còn Diều nằm la làng dãy đành đạch bảo Vẹt phạm luật. Sau đó tới lượt Hà Mã lên thi đấu. Đang hăng hái thì bị đối thủ cho hai cú đấm bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng Chồn và chân đất phải vào kéo ra ngoài. Trong khi đó ở nhà có người tới tháo dỡ. Jong A về hỏi thì họ cho biết họ đến từ công ty bất động sản. Vì chủ nhân ở đây đã bán đất cho công ty nên chúng tôi tới thu hồi đất. Jong A liền chạy tới báo cho ông trùm biết. Mọi người chạy về hỏi thì họ bảo họ là người của công ty bất động sản. Chính giám đốc Hyung do đã chuyển nhượng hết phần đất bên phía nhà kho lại cho chúng tôi. Nghe vậy ông trùm bảo Hà Mã vào gọi đến văn phòng Hyung do hỏi rõ. Nhưng điện thoại của họ đã bị cắt rồi. Cá Cơm đến gặp Du Han nói hết mọi chuyện làm Du Han vô cùng tức giận. Nhưng Cá Cơm vẫn không tin là Hyung do có thể làm như thế. Du Han liền cho thuộc hạ đọc bằng chứng mà anh thu thập được. Số tiền lần trước bà Park đưa để giúp bọn ăn mày khỏi phải nhập ngũ cũng được Hyung do lấy mua rạp phim. Bây giờ thì sao hắn nhượng luôn đất cho công ty bất động sản? Du Han bắt chân mày về hỏi Hyung do đang ở đâu nhưng anh ta khóc lóc bảo không biết. Cá Cơm buồn bã đến bên ông Giang uống rượu. Anh bảo tôi bây giờ đã mất đi một người bạn. Về trại Cá Cơm nói mọi người đừng lo lắng tao đang tìm cách giải quyết chuyện này. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. Quạ cho rằng do ông trùm gặp lại người phụ nữ đó nên chúng ta mới xui xẻo vậy. Nhưng Cá Cơm không nói gì chỉ quay người bỏ vào bên trong. Hôm sau Na Jong đến gặp rồi dắt cậu đến nhờ bố mình giúp.
Trong khi đó, tên Ambe đến ra lệnh cho cảnh sát Han phải dọn sạch chỗ đó vào ngày mai. Lee Jae hỏi không phải trước đây anh cũng từng sống ở Jeum sao? Tuy lúc nhỏ tôi sống ở Jeum cùng bọn ăn mày đó, nhưng tôi không vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng công việc. Bỗng Na Jong vào gặp ông. Ambe vui mừng giới thiệu con gái cho hai người biết. Na Jong nói bạn con có chuyện cần giúp đỡ nên con đưa tới. Khi rồi đi vào tên Ambe sững sờ. Xin bố hãy giúp họ lấy lại trại Jeum. Ông tức giận ném đồ đuổi rồi ra ngoài. Na Jong khóc bảo bố thật quá đáng rồi chạy đi. Ông ra lệnh cho cảnh sát Han cho người đuổi theo họ. Ra ngoài Na Jong xin lỗi rồi tức giận bảo chính bố cô đã làm cho ông trùm tôi phải điêu đứng. Bỗng cảnh sát tới rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị bọn chúng bắt lại đánh một trận. Sau đó bọn chúng đến gặp Jeonji. Cô cho người đặt trước mặt họ mỗi người bọc tiền và yêu cầu họ nên kết thúc việc ở Jeum. Nghe nói ngày xưa mọi người thường gọi ngài cục trưởng đây là Ambe. Việc lần này của ngài khiến mọi người rất bất mãn. Sau đó Lee Jae tới trại thông báo mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Hiện tại có người cần gặp anh đấy. Ambe đề nghị cá cơm không được cho rồi giao du với con gái mình. Về trại ông trùm hỏi rồi rằng mày thích cô nữ sinh đó lắm sao. Nhưng cô ấy lại là con gái Ambe em ghét tên xấu xa đó. Rồi nè thích một người con gái thì chỉ là thích thôi không cần có lý do gì để từ bỏ. Ông trùm em thật sự rất thích Na Jong nên xin hãy cho em đi học. Có như thế em mới được đến trường gặp Na Jong. Đàn ông nói là phải làm được nếu không sẽ bị phạt 100 ngày nhịn ăn. Sau đó cá cơm gọi mọi người ra tập hợp thông báo rồi là người đầu tiên ở Jeum được đi học. Từ hôm nay rồi sẽ không đi lượm ve chai nữa. Được miễn mọi việc trong vòng 1 năm để đi học. Vì vậy mọi người hãy giúp đỡ nó. Nếu nó đậu vào đại học tất cả sẽ có thưởng còn nó không đậu sẽ bị phạt 100 ngày nhịn ăn. Bắt đầu từ đó Min Jae đem sách vở cho rồi tự học để thi vào trung học. Còn mọi người vẫn cố gắng ra ngoài lượm ve chai kiếm tiền lo cho bọn trẻ ở trại. Tôi đến chân đất vào rủ rồi đi ngủ nhưng rồi vẫn cố gắng học đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Mỗi ngày rồi đều cố gắng học chăm chỉ như thế. Bỗng một tối Na Jong đến hỏi anh không nhớ em sao ngày mai anh thi tốt nhé rồi quay đi. Cuối cùng rồi cũng đã thi đậu vào trường học. Thời gian sau công việc khai thác đất rất tốt. Chồn cho biết không bao lâu nữa chúng ta sẽ có 150 mẫu đất. Cá cơm bảo giờ chỉ cần chịu đựng 2 năm nữa chúng ta sẽ có tất cả. Khi đó các ăn mày và trẻ mồ côi sẽ đến sống. Lúc này Min Jae và Kim Pa tới hỏi ngày 16 này các cậu rời đi à? Đúng chúng tôi sẽ đến Jongkang tổng cộng 1.500 người. Hôm sau rồi đi học về báo bọn lưu manh ở Jongju đã bị bắt. Mọi người liền chạy ra xem thì thấy Ambe, Ngón Chân và Diều đều bị bắt. Cá cơm hỏi rồi trên đó ghi cái gì? Họ ghi chúng tôi là lưu manh chúng tôi sẽ nhận sự phán quyết của nhân dân. Lúc này Du Han cũng chạy ra nhìn theo họ. Khi mọi người quay về cá cơm nhận điện thoại báo Jeonji đã bị bắt. Biết tin anh vô cùng lo lắng. Kim Pa về báo Jeonji đã vi phạm luật sử dụng tài sản quốc gia. Cô ấy chi tiền cho các viên chức nhà nước còn gửi tiền ra nước ngoài. Gia đình cô ấy đang ở Mỹ gửi tiền cho họ là sai sao? Không sai nhưng gửi tiền vượt quá quy định là vi phạm. Bây giờ phải chờ xem phán quyết như thế nào. Đến ngày xét xử mọi người đều bị dắt ra trong đó có Ambe. Bên thẩm phán bước ra đọc tội trạng của từng người. Ambe và cảnh sát Han nói trong thời gian làm chính trị hắn đã nhận tiền của Jeonji. Nhưng Lee Jae bảo bọn họ nói dối bởi vì mỗi lần đến đó chúng tôi chỉ uống rượu và ăn thịt nướng mà thôi. Kết thúc phiên tòa cá cơm vào gặp thiếu úy Park bây giờ đã thành thanh tra. Cá cơm nhờ thiếu úy Park thả Jeonji ra vì đó chỉ là do nhầm lẫn thôi. Bỗng Jeonji được đưa vào. Thiếu úy Park cùng Kim Pa ra ngoài cho hai người nói chuyện. Cá cơm nắm tay Jeonji hỏi em có sao không? Jeonji bảo chúng ta đã làm sai chuyện gì. Chỉ là chúng ta yêu nhau muốn ở bên nhau mà sao lại khó khăn như vậy. Đến giờ tuyên án Ambe cảnh sát Han và Ngón Chân bị phán tử hình. Jeonji bị phạt 2 năm tù giam. Diều cũng 2 năm tù giam. Kết thúc cuộc xét xử Jeonji bảo anh lại phải đợi em rồi. Anh không đành lòng để em bị giam ở đây. Bên này Na Jong và rồi đến thăm Ambe. Ông hỏi con và tên ăn mày này vẫn còn gặp nhau sao. Không bao lâu nữa anh ấy sẽ thi vào đại học bởi anh ấy rất thông minh. Ta hỏi con có yêu tên ăn mày này không? Na Jong sụt sùi gật đầu. Ambe liền bảo rồi rằng từ nay ta sẽ giao Na Jong của ta cho cậu rồi bỏ vào trong. Cá cơm vào thăm Ngón Chân. Anh nói rằng đây là lần đầu anh biết Ngón Chân tên thật là Sung Jong. Ngón Chân nhờ cá cơm một chuyện. Khi tao đi chầu Diêm Vương mày có thể chôn tao ở gốc cây đa nơi trại trẻ không? Tao trở nên như thế này bắt đầu từ chuyện mà tao đã làm với kít chuột. Tao không ngờ là mình lại đánh nó ngỏm củ tỏi. Khi tao xuống suối vàng có thể gặp được kít chuột tao sẽ quỳ xuống để xin nó tha thứ. Ngón Chân à tao xin lỗi vì đã làm hỏng mắt của mày. Về trại rồi xin ông trùm cho mình được kết hôn. Bên ngoài mọi người cũng rất muốn được kết hôn nên dắt nhau đến gặp ông trùm. Quạ nói bọn này điên hết rồi nên mới muốn kết hôn. Thế là ông trùm tổ chức một buổi kết hôn tập thể cho tất cả ăn mày. Ông Giang đứng lên phát biểu trước các cặp đôi. Sau đó ông mời Kim Chun Sam đoàn trưởng đoàn khai thác cũng là ông trùm Jeum lên phát biểu. Khi cá cơm lên phát biểu ai cũng xúc động. Bên dưới mọi người ai cũng có đôi có cặp chỉ có chân đất đứng một mình. Trông thật tội nghiệp làm sao. Kết thúc bài phát biểu ông trùm bảo bây giờ mọi người hãy hôn nhau. Thế là bên dưới từng cặp hôn nhau riêng chân đất chỉ biết gãi đầu cười. Sau đó cá cơm cùng Min Jae và Kim Pa ngồi nói chuyện với nhau. Min Jae cho biết mình sắp qua Mỹ học do trường yêu cầu phải đi. Vậy là để Kim Pa một mình rồi. Tôi cũng sẽ qua Mỹ. Min Jae qua đó học còn tôi thì sang đó làm việc ở Hải quân Washington. Cá cơm buồn bã trở về nơi đã từng gắn bó. Anh đang dọn dẹp lại những cái gùi đi nhặt ve chai thì nhìn thấy Jeonji đang ở bên trong.
Cá cơm đi vào ôm cô rồi lấy ra chiếc nhẫn đeo lại cho cô. Anh đã chờ em lâu lắm rồi phải không? Chúng ta đã hứa sẽ gặp lại nhau mà. Sau đó cá cơm nắm tay Jeonji dẫn cô đi khắp nơi. Cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở hai người cũng đến được bên nhau. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ nhấn đăng ký và like để ủng hộ team chúng mình nhé. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.